Chương 29 Kiếm chi đại đạo, Nguyên Thủy. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. Vốn là nàng lấy vì cả đời mình cũng sẽ không tới Kiếm Thần Điện cái này thương tâm rồi. Kết quả không nghĩ tới, lại nhặt được Mạnh Phàm khối này bảo. Lĩnh ngộ Kiếm Thần Bia, coi trọng là ngộ tính, không có quan hệ gì với linh căn. Mặc dù Mạnh Phàm là tạp phẩm linh căn, nhưng là hắn ngộ tính, là Liễu Yên Bình thật sự bái kiến nhóm người trung cao nhất. Có loại này ngộ tính, tất nhiên có thể ở Kiếm Thần Bia bên trong có cảm ngộ. Nếu như Mạnh Phàm đem những này cảm ngộ chia sẻ cho mình, như vậy chính mình 100 viên linh thạch chắc chắn sẽ không uổng phí. Đáng giá. Nếu như không đáng giá lời nói, nàng sau này cũng sẽ không lại tài trợ Mạnh Phàm rồi. Mạnh Phàm trước khi đi, Liễu Yên Bình lần nữa dặn dò. Cố gắng lên, ngươi nhất định phải toàn lực cảm ngộ, nếu như ngươi không có thu hoạch, hoặc là thu hoạch không thể để cho ta hài lòng, như vậy sau này ngươi đừng nghĩ lại dựa dẫm vào ta bắt được một viên linh thạch. Lời nói này, liền có chút ngoan. Mạnh Phàm nhất thời mặt đầy ngưng trọng hướng về phía Liễu Yên Bình nói. Liễu sư tỷ yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Để cho ai thất vọng, cũng không thể khiến chính mình tán tài đồng nữ thất vọng a. Liễu Yên Bình giúp Mạnh Phàm nộp 100 viên linh thạch, sau đó, Mạnh Phàm liền đi về phía Kiếm Thần Bia vị trí. Kiếm Thần Bia rất lớn, thật là có thể nói là chặn một cái tiểu tường. Cảm ngộ Kiếm Thần Bia phương thức, thực ra rất đơn giản, chỉ cần đưa tay đặt ở trên bia liền có thể. 100 viên linh thạch một giờ, Mạnh Phàm đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, đến gần Kiếm Thần Bia sau đó, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó đưa tay đặt ở kiếm thần trên bia. Một giây kế tiếp, Mạnh Phàm nhắm lại con mắt. Để cho Mạnh Phàm kinh ngạc là, tay hắn tiếp xúc được kiếm thần bia trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ cảm nhận được một cổ phong mang vô cùng kiếm ý. Cái này kiếm ý, cực kỳ bàn bạc, cực kỳ vô ngần. Mạnh Phàm cảm nhận được các loại thần diệu áo nghĩa. Hàng yêu, trừ ma, tru tiên, trảm thần, diệt Phật, thông thiên, triệt địa. Này một đạo kiếm ý, lại ẩn chứa như vậy vô cùng khí tức. Mạnh Phàm trong lòng hoảng sợ, đây rốt cuộc là cái dạng gì kiếm ý, cái dạng gì kiếm đạo, mới có thể như thế khoáng đạt bàn bạc, đại khí vô ngần. Cái này đã không chỉ là kiếm ý đơn giản như vậy, đây là kiếm đạo, kiếm chi đại đạo. Cùng lúc đó, Mạnh Phàm kiếm đạo thông thần thiên phú bắt đầu vận chuyển. Nhất thời, từng cổ một huyền diệu áo nghĩa, tràn vào Mạnh Phàm trong lòng. Kiếm chi đại đạo, nguyên thủy ý này trong tấm bia đá, ẩn chứa một cái kiếm chi đại đạo. Mà nhánh kiếm đạo tên, liền gọi là Nguyên Thủy Đại Đạo. Mạnh Phàm trong lòng hoảng sợ, cảm giác mình tiếp xúc đến một cái đồ vật khó lường. Thục Sơn Kiếm Phái, vô số người cảm ngộ quá này khối thạch bia. Rất nhiều người từ trong cảm ngộ được kiếm pháp, cũng có người từ trong cảm ngộ được kiếm ý. Thậm chí có thiên tư trác việt người, từ trong tấm bia đá cảm ngộ được kiếm thế. Nhưng là có thể cảm ngộ đến kiếm đạo, từ mới đến bây giờ, chỉ có Mạnh Phàm một người. Nguyên thủy kiếm đạo, thâu tóm ngàn vạn. Mạnh Phàm thông qua kiếm đạo thông thần cái thiên phú này, điên cuồng hấp thu nguyên thủy kiếm đạo tin tức. Kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế, kiếm hồn, kiếm phách, kiếm đạo. Mạnh Phàm đối với kiếm đạo này một con đường, có cực kỳ vĩ mô hiểu, não hải ý nghĩ hoàn toàn mở ra. Ngàn vạn đại đạo, cuối cùng quy nguyên thủy. Nguyên thủy chỉ là kiếm đạo bên trong một loại, nhưng là nó vừa tựa hồ dính tới sở hữu kiếm đạo. Vô luận là bất kỳ kiếm pháp, bất kỳ kiếm ý, thậm chí còn bất kỳ kiếm hồn kiếm phách, chỉ cần ngươi nguyện ý, đều có thể dung nhập vào nguyên thủy đại đạo bên trong. Nguyên thủy mặc dù chỉ là kiếm chi đại đạo một loại, nhưng lại có thể coi như là một cái chí tôn kiếm đạo. Thậm chí, ngươi có thể mang những kiếm khác chi đại đạo, cũng tan vào nguyên thủy bên trong. Mạnh Phàm tâm thần rung động, giờ phút này hắn thu hoạch, có thể tính là một bước lên trời. Hắn một cái tiểu luyện khí cảnh giới tu sĩ, vốn là hẳn chỉ có thể tiếp xúc được kiếm khí, liền kiếm ý cái này tầng thứ cũng xa không thể chạm. Mà bây giờ, hắn lại mơ hồ tiếp xúc đến kiếm một trong đường điểm cuối. Mặc dù chỉ là tiếp xúc, nhưng là để cho cả người hắn xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Ngay tại Mạnh Phàm đắm chìm loại này cảm ngộ bên trong lúc, hắn cảm giác có người vỗ một cái chính mình bả vai. Hắn mở mắt, thấy được một cái lão giả áo xám. 1 giờ, đến. Lão giả áo xám mặt không chút thay đổi nói. thời gian đến. Mạnh Phàm mặt đầy mộng bức. Hắn rõ ràng mới cảm giác chỉ trải qua mấy giây, kết quả lại đã qua một giờ. Loại chuyện này, lão giả áo xám đương nhiên sẽ không lừa gạt mình. Huống chi, Liễu Yên Bình còn ở bên cạnh nhìn đâu rồi, không thể để cho người khác nuốt chính mình thời gian. Mạnh Phàm lưu luyến đưa tay buông xuống thạch bia, thật là chưa thỏa mãn. Vừa mới chỉ là một giờ, liền để cho hắn đối với kiếm lý giải có phiên thiên phúc địa biến hóa. Nếu để cho hắn ở chỗ này cảm ngộ 10 ngày 10 đêm, hắn thật có thể thoát thai hoán cốt. Đến thời điểm không phải thổi, Mạnh Phàm thậm chí có lòng tin lấy luyện khí tầng 2 cảnh giới tu vi, giết trong chớp mắt chân vũ tầng 2 cảnh giới tu sĩ. Đối với người khác mà nói, tiêu tiền cảm ngộ này kiếm thần bia là lãng phí. Nhưng là đối với Mạnh Phàm mà nói, thật là đoạt thiên tạo hóa. Nhất là này, Nguyên Thủy, Kiếm Đạo, cùng Mạnh Phàm trước thiết lập muốn vạn kiếm quy tông không hẹn mà hợp, đều là hội tụ vạn thiên kiếm pháp, hòa làm một thể. Chỉ bất quá này Nguyên Thủy Kiếm Đạo càng khoa trương, Mạnh Phàm tưởng tượng vạn kiếm quy tông là có hạn mức tối đa. Danh như ý nghĩa, dung hợp vạn kiếm, đã là cực đoan. Trên thực tế Mạnh Phàm căn bản không có nghĩ tới thật dung hợp vạn kiếm, hắn tưởng tượng là dung hợp mấy trăm loại kiếm pháp, không sai biệt lắm là có thể sáng tạo ra một môn thuộc về hắn chính mình độc môn kiếm pháp. Cái gọi là vạn kiếm quy tông, này vạn kiếm chỉ là nghe dọa người thôi. Nơi nào có thể thật đi tìm đến 10.000 môn kiếm pháp. Nhưng này, Nguyên Thủy, Kiếm Đạo, nhưng là đổi mới Mạnh Phàm tưởng tượng, đừng nói là 10.000 loại kiếm pháp, coi như là 100.000 loại kiếm pháp, triệu loại kiếm pháp, chỉ cần thế gian tồn tại nhiều như vậy kiếm pháp, thông thông đều có thể dung nhập vào Nguyên Thủy, Kiếm Đạo bên trong. Thế nào, cảm ngộ được cái gì? Có đáng giá hay không 100 viên linh thạch? Mạnh Phàm rời đi kiếm thần bia sau đó, Liễu Yên Bình liền vội vàng vọt tới hỏi. Mạnh Phàm suy nghĩ một chút, hướng về phía Liễu Yên Bình nói. Tìm người thiếu địa phương lại nói. Hai người rời đi kiếm thần điện, ở kiếm thần ngoài điện tìm một nơi không khoác địa phương. Rốt cuộc như thế nào đây? Liễu Yên Bình có chút hầu gấp hỏi. Không nghi ngờ chút nào, đối với Mạnh Phàm mà nói, lần này lĩnh ngộ nhất định là đáng giá. Mặc dù này kiếm thần bia, nhìn như không có truyền thụ Mạnh Phàm bất kỳ kiếm pháp kiếm ý cái gì, nhưng là nó lại đem Mạnh Phàm người này bản thân phần cứng cho tăng cao. Thụ nhân lấy ngư không bằng thụ nhân lấy ngư. Thậm chí liền lấy chân thật nhất sức chiến đấu mà nói, Mạnh Phàm bây giờ sức chiến đấu, so sánh với kiếm thần điện trước kia cũng tăng lên rất nhiều. Không phải chân khí tăng lên, là ý thức tăng lên. Đương nhiên nói qua loa lấy lệ một chút, cũng có thể nói là kiếm pháp tăng lên. Hơn nửa giờ phút này Mạnh Phàm có năng lực lắc lư Liễu Yên Bình tiếp tục đầu tư chính mình. Hắn có thể để cho Liễu Yên Bình cảm thấy, nàng tiêu linh thạch không thua thiệt. Mạnh Phàm vẻ mặt thành thật hướng về phía Liễu Yên Bình nói. Ta quả thật từ nơi này kiếm thần trên bia, cảm ngộ được không ít thứ. Bất quá có chút cảm ngộ, ta không cách nào chia sẻ cho ngươi, không phải ta giấu giếm, mà là có chút ý thức phía trên cảm ngộ tới đồ vật, không có biện pháp nói rõ ràng, khó mà hình dung. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 29 Kiếm chi đại đạo, Nguyên Thủy 2. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. Nhưng là có vài thứ, ta nhưng là có biện pháp chia sẻ cho ngươi, hơn nữa chia sẻ cho ngươi những thứ này, tuyệt đối cho ngươi cảm thấy đáng giá tốn phí này 100 linh thạch. Nghe được Mạnh Phàm lời nói, Liễu Yên Bình trên mặt lộ ra kích động. Nàng dĩ nhiên biết có nhiều chút cảm ngộ là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, nàng sở dĩ tài trợ Mạnh Phàm, liền là hy vọng có thể từ nơi này Mạnh Phàm nhặt một ít lậu. Chỉ cần nhặt được cái này lậu, giá trị vượt qua 100 viên linh thạch, nàng liền kiếm lời. Hơn nữa lời như vậy, còn có thể để cho Mạnh Phàm thiếu mình nhân tình. Nàng rất coi trọng Mạnh Phàm, cảm thấy Mạnh Phàm ngày sau nhất định sẽ đã có thành tựu, thứ người như vậy thiếu mình nhân tình, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Đây là một loại đứng ở đệ ngũ tầng đầu tư. Bây giờ nhìn lại, nàng không có đầu tư sai, thật kiếm bộn không lỗ. Vậy ngươi liền đem có thể chia sẻ cho ta những thứ kia, vội vàng chia sẻ cho ta, ngược lại ta muốn nhìn một chút, rốt cuộc có đáng giá hay không 100 viên linh thạch. Liễu Yên Bình không kịp chờ đợi nói. Mạnh Phàm cười nói. Không nên gấp, ta phải nghĩ thế nào hướng dẫn ngươi. Nếu như đổi một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, nghe được một cái luyện khí tầng 2 lại nói khoác mà không biết ngượng muốn hướng dẫn chính mình, nhất định sẽ giận tím mặt. Nhưng Liễu Yên Bình sớm đã thành thói quen. Đối với hướng dẫn hai chữ này, nàng là không có chút nào kháng cự. Hơn nữa có sao nói vậy, mặc dù Mạnh Phàm chỉ là luyện khí tầng 2, nhưng nàng thật cảm giác mình không bằng Mạnh Phàm. Nếu như Mạnh Phàm tu vi lại hơi chút tăng lên một chút, dù là chỉ cần luyện khí tầng 4 tầng 5 mức độ, phỏng chừng là có thể đem mình treo ngược lên đánh. Một lát sau, Mạnh Phàm đã nghĩ xong chỉ điểm Liễu Yên Bình phương pháp. Hắn nhìn Liễu Yên Bình, vẻ mặt thành thật nói: Liễu sư tỷ, ngươi đã tại luyện khí 9 tầng cảnh giới, có một đoạn thời gian, là thời điểm nên đột phá đến chân võ cảnh giới rồi. Liễu Yên Bình liếc mắt, bất đắc dĩ nói: Này không phải nói nhảm sao? Ta cũng sớm liền muốn đột phá đến chân võ cảnh giới rồi, nhưng cái này là ta muốn đột phá là có thể đột phá sao? Mạnh Phàm cười nói: Ta muốn cho ngươi đột phá, ngươi là có thể đột phá. Mặc dù Mạnh Phàm giọng rất ngông cuồng, nhưng là Liễu Yên Bình trên mặt nhưng là lộ ra vẻ kích động cùng hưng phấn. Mạnh Phàm tiểu tử này, hết lần này tới lần khác lúc này cùng mình nhắc tới đột phá chân võ cảnh giới sự tình, chẳng nhẽ hắn thật có biện pháp. Ngươi có biện pháp gì? Nói mau. Liễu Yên Bình này nha đầu là người nóng tính. Mạnh Phàm nói: Luyện khí 9 tầng đột phá đến chân võ cảnh giới, thực ra chỉ kém một hơi thở. Tức giận cái gì? Ngươi đang cho ta mua bán cái gì chỗ hấp dẫn? Liễu Yên Bình không dằn nổi thúc giục. Luyện khí 9 tầng đột phá đến chân võ cảnh giới kém cái gì, trước Mạnh Phàm cũng không biết gì cả. Nhưng là trải qua Nguyên Thủy, Kiếm Đạo lễ rửa tội sau đó, Mạnh Phàm lấy được rất nhiều cảm ngộ, loại này cảm ngộ có thể từ kiếm đạo kéo dài đến tu luyện đạo trên đường. Khẩu khí này, chính là kiếm khí. Mạnh Phàm vẻ mặt thành thật hướng về phía Liễu Yên Bình nói: Kiếm khí. Liễu Yên Bình có chút không giải thích được. Nàng chân khí quán thâu với lưỡi kiếm, sau đó nhất kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí xuyên thấu qua kiếm thể, bắn ra. Kiếm khí, đồ chơi này ta sớm là có thể thi triển ra. Chỉ cần đi đến luyện khí 3 tầng cảnh giới, túc lượng chân khí quán thâu với trường kiếm bên trong, cũng có thể chém ra kiếm khí, cái này cùng đột phá chân võ cảnh giới có quan hệ gì? Liễu Yên Bình vẻ mặt mê võng nhìn Mạnh Phàm. Mạnh Phàm cười một tiếng. Này kiếm khí, không phải là kia kiếm khí. Sau đó hắn rút ra Hồng Khỉ kiếm, bắt đầu thi triển Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp. Cửa này kiếm pháp, Mạnh Phàm trước cùng Liễu Yên Bình tỉ thí qua, vì chỉ điểm Liễu Yên Bình, hắn còn đặc biệt nghiên cứu một chút cửa này kiếm pháp. Cho nên đối với này Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp, Mạnh Phàm đã coi như là rất tin tưởng rồi. Liễu sư tỷ, ngươi chủ tu kiếm pháp là Bích Hải Triều Sinh kiếm, này không sai chứ? Mạnh Phàm hỏi. Không sai. Liễu Yên Bình trả lời. Đã như vậy, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây rồi. Nói xong, Mạnh Phàm bắt đầu tiếp tục diễn luyện này Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp. Từng chiêu từng thức, cũng cực kỳ hồn nhiên thiên thành, để cho Liễu Yên Bình cái này tu luyện nhiều năm Bích Hải Triều Sinh kiếm nhân, thật là mặc cảm. Nhìn Mạnh Phàm luyện kiếm, Liễu Yên Bình bất tri bất giác có chút cảm ngộ, cảm giác mình Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp vẫn có thể tiến thêm một tầng. Một lát sau, một bộ Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp đã diễn luyện đến cuối cùng nhất thức. Vào thời khắc này, Mạnh Phàm đột nhiên một tiếng quát to. Liễu sư tỷ, tiếp ta nhất kiếm. Liễu Yên Bình nhất thời kinh ngạc nhìn Mạnh Phàm. Chỉ thấy Mạnh Phàm đã đem Bích Hải Triều Sinh kiếm một thức sau cùng diễn luyện xong. Mà luyện xong Bích Hải Triều Sinh kiếm một thức sau cùng, Mạnh Phàm cũng không có dừng lại trường kiếm, lại hướng về phía Liễu Yên Bình lại hư ra nhất kiếm. Bình thường không có gì là nhất kiếm, không có lòe loẹt kiếm chiêu, chỉ là đơn giản vung lên, hơi hợt. Hưu. Một đạo kiếm khí, từ Hồng Khỉ kiếm trên lưỡi kiếm nhập vào cơ thể mà ra, chém về phía Liễu Yên Bình. Sắc mặt của Liễu Yên Bình biến đổi, đột nhiên nhấc lên chân khí, sau đó giống vậy nhất kiếm chém ra. Âm. Một tiếng vang trầm thấp, Mạnh Phàm vung ra kiếm khí bị Liễu Yên Bình nhất kiếm chém bạo nổ. Nhưng là một cổ cự lực đánh tới, để cho Liễu Yên Bình cũng là không nhịn được lùi lại một bước. Nàng mặt đầy khiếp sợ, không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Mạnh Phàm nói. Mạnh sư đệ, ngươi bất quá mới là luyện khí tầng 2 cảnh giới, tại sao có thể chém ra kiếm khí? Mọi người đều biết, chỉ có đi đến luyện khí 3 tầng, sau đó chân khí toàn lực mà ra, mới có thể chém ra kiếm khí. Ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, ta vừa mới vận dụng chân khí sao? Mạnh Phàm nhìn Liễu Yên Bình nói. Vừa mới. Liễu Yên Bình chân mày cau lại, nàng cẩn thận nhớ lại xuống. Mạnh Phàm diễn luyện Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp thời điểm, một mực cũng không có đụng tới chân khí, chỉ là tùy ý luyện kiếm. Mà thi triển xong kiếm pháp sau đó, Mạnh Phàm ngay sau đó huy kiếm, nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, cũng không có vận dụng chân khí trong cơ thể. Nghĩ tới đây, Liễu Yên Bình trợn mắt hốc mồm, mặt đầy hoảng sợ. Ngươi không nhúc nhích dùng chân khí, làm sao có thể chém ra kiếm khí? Giờ khắc này, Liễu Yên Bình thật là sợ ngây người. Nếu như nói Mạnh Phàm lấy luyện khí tầng 2 tu vi chém ra kiếm khí, mặc dù này kinh người, nhưng còn không đến mức không thể nào hiểu được. Có lẽ là Mạnh Phàm tu luyện công pháp đặc thù, chân khí so với người bình thường hùng hậu. Nhưng không nhúc nhích dùng chân khí, lại có thể tiện tay nhất kiếm chém ra kiếm khí, cái này đã vượt ra khỏi lẽ thường, để cho Liễu Yên Bình không thể nào hiểu được, giống như thần tích. Ngươi rốt cuộc làm thế nào đến? Liễu Yên Bình cau mày, đã có nhiều chút hoài nghi cuộc sống. Mạnh Phàm thu Hồng Khỉ kiếm vào vỏ, vẻ mặt vui vẻ nói. Đây chính là ngươi đột phá đến chân võ cảnh giới kém khẩu khí kia. Có ý gì? Liễu Yên Bình không thể hiểu được. Đột phá chân võ cảnh giới, không chỉ cần muốn chân khí đi đến cường độ nhất định, còn cần ngươi tinh thần tiến hành thoát biến. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 30. Kiếm pháp cực hạn là kiếm khí. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. Một khi tu luyện tới luyện khí 9 tầng, chân khí liền đã đạt đến đột phá chân võ cảnh giới cường độ. Tinh khí thần, ngươi kém chỉ là thần. Bị người như thế nào để cho tinh thần đột phá, ta cũng không biết rõ, nhưng là ta từ cảm ngộ kiếm thần bia trong quá trình, lĩnh ngộ được một cái biện pháp. Đó chính là đem một môn kiếm pháp tu luyện tới cực hạn, dung hội quán thông, giờ kiếm giữa sẽ gặp có thần. Ta vừa mới thi triển kia một đạo kiếm khí, cũng không phải dựa vào chân khí mà thúc đẩy sinh trưởng kiếm khí. Nó là Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp diễn luyện đến mức tận cùng, thật sự thúc giục sinh ra một đạo kiếm khí. Nghe được Mạnh Phàm lời nói, Liễu Yên Bình thần sắc mê võng, cực kỳ không tưởng tượng nổi. Nàng lẩm bẩm nói. Kiếm pháp tu luyện tới cực hạn, giờ kiếm như có thần, liền có thể dựa vào kiếm pháp thúc đẩy sinh trưởng ra kiếm khí. Không tệ. Mạnh Phàm gật đầu. Người bình thường kia đem một môn kiếm pháp luyện đến mức tận cùng, coi như trong cơ thể không có chân khí, cũng có thể bằng vào này bộ kiếm pháp thúc đẩy sinh trưởng ra kiếm khí. Là đạo lý này. Liễu Yên Bình thần sắc hoảng sợ. Nàng vừa mới đích thân cảm nhận được Mạnh Phàm kia một đạo kiếm khí uy lực, có thể so với luyện khí 6-7 tầng võ giả xuất thủ. Như thế xem ra, khởi không phải nói không có một người chân khí người bình thường, một khi đem một môn kiếm pháp luyện đến mức tận cùng, cũng có thể cùng luyện khí tầng 5 tầng 6 võ giả đấu lực tay. Bất quá nói đi nói lại thì, nếu như có thể đem một môn kiếm pháp luyện đến mức tận cùng, lại làm sao có thể sẽ là thân vô chân khí người bình thường. Đây là một cái nghịch biện. Một lúc lâu, Liễu Yên Bình mới phục hồi tinh thần lại. Nàng như có điều suy nghĩ hướng về phía Mạnh Phàm hỏi, ngươi là ý nói, nếu như ta có thể đem Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp luyện đến ngươi loại trình độ này, liền có thể bước vào chân võ cảnh giới rồi hả? Mạnh Phàm gật đầu một cái nói. Không sai, hơn nữa dùng loại phương thức này đột phá đến chân võ cảnh giới, sẽ so với bình thường chân võ cảnh giới mạnh hơn, trọng yếu nhất là tiềm lực cũng càng thâm. Thế nào nói ra lời này? Liễu Yên Bình có chút không hiểu. Bởi vì này loại Bích Hải Triều Sinh kiếm khí, thực ra coi như là Bích Hải Triều Sinh kiếm ý mầm mống, một khi ngươi tu ra loại này kiếm khí, như vậy nhật sau khi ngưng tụ ra Bích Hải Triều Sinh kiếm ý, cũng không phải việc khó. Mạnh Phàm tiếp tục thẳng thắn nói. Nếu như ngươi đang ở đây chân vũ 9 tầng cảnh giới này, có thể tiến một bước ngưng tụ ra Bích Hải Triều Sinh kiếm ý, như vậy thì có thể thuận lợi bước vào thiên nguyên cảnh giới. Thiên nguyên cảnh giới. Chính mình còn không có bước vào chân võ cảnh giới, Mạnh Phàm tiểu tử này lại ngay tại cho mình hòa thiên nguyên cảnh giới bánh nướng rồi, cái này không do để cho Liễu Yên Bình nở nụ cười khổ. Bất quá. Kiếm ý. Thì ra ngưng tụ ra một môn kiếm ý cơ sở, là đem một môn kiếm pháp tu luyện tới cực hạn. Không nghĩ tới cảm ngộ một lần kiếm thần bia, lại có thể cho ngươi tăng nhiều như vậy kiến thức. Liễu Yên Bình có chút hâm mộ nói. Nàng cũng cảm ngộ quá kiếm thần bia, kết quả lại. Một lời khó nói hết. Thật là người so với người, tức chết người. Mạnh Phàm cười một tiếng, nói thật hắn không nghĩ tới, cảm ngộ một lần kiếm thần bia, lại có thể làm cho mình đối vu tu luyện một đường, có nhiều như vậy cao tầng thứ hiểu. Lần này, thật là kiếm lợi lớn. Liễu Yên Bình đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt thán phục nhìn Mạnh Phàm nói. Bây giờ ngươi đã đem Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp tu luyện tới cực hạn, có thể dựa vào cửa này kiếm pháp thúc đẩy sinh trưởng kiếm khí, như vậy khởi không phải nói ngươi đi đến luyện khí 9 tầng cảnh giới sau đó, có thể không có khe liên tiếp tấn thăng chân võ cảnh giới. Trên lý thuyết quả thật như thế. Mạnh Phàm gật đầu nói. Liễu Yên Bình thật là hâm mộ và ghen ghét, cảm thấy ông trời già thật là không công bình, tại sao có thể để cho một người ưu tú tới mức này? Như vậy những người khác làm sao còn sống? Lại không thể đem loại này ưu tú phân cho những người khác một ít. Liễu Yên Bình thở dài một cái, vô cùng hâm mộ nói. Loại người như ngươi, thật là vượt quá bình thường, coi như ngày nào ngươi trong lúc bất chợt liền tu thành kiếm ý, ta cũng sẽ không ngoài ý muốn. Mạnh Phàm cười một tiếng, không nói gì. Hắn muốn tu ra kiếm ý, quả thật không phải cái việc gì khó khăn. Cũng tỷ như này Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp, Mạnh Phàm nếu như nguyện ý tốn thời gian nghiên cứu lời nói, có lẽ 1-2 tháng thời gian là có thể tu thành Bích Hải Triều Sinh kiếm ý. Nhưng là Mạnh Phàm coi thường Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp, loại này kiếm pháp coi như là tu ra kiếm ý, cũng không phải là cái gì cực mạnh kiếm ý. Mạnh Phàm thứ người như vậy, nếu như muốn tu ra kiếm ý, khẳng định cũng phải cần chọn lợi hại kiếm ý tới tu. Vẹn vẹn là để cho ngươi biết tin tức này, hiển nhiên là không đáng giá 100 viên linh thạch, con người của ta già trẻ không gạt, mấy ngày kế tiếp, ta sẽ đích thân chăm sóc huấn luyện ngươi Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp. Mạnh Phàm phục vụ có thể nói là vô cùng chu đáo, cực kỳ thích hợp. Không có cách nào hắn vẫn cực kỳ coi trọng Liễu Yên Bình vị này tán tài đồng nữ. Hắn còn muốn đi nhiều kiếm thần bia cảm ngộ mấy lần, chỉ có thể từ Liễu Yên Bình cái này tiểu phú bà trên người chọc lông dê rồi. Trong vòng 7 ngày, ta nhất định khiến ngươi đột phá đến chân võ cảnh giới. Mạnh Phàm hào khí can vân nói. Sau đó 7 ngày, Mạnh Phàm mỗi ngày đều ở chăm sóc huấn luyện Liễu Yên Bình Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp. Phần lớn thời gian phải đi ngộ kiếm đường, La Sư Huynh đi ra ngoài đánh rượu thời điểm, Liễu Yên Bình sẽ đến kiếm các. Dù sao cũng một ngày đều không có lãng phí. 7 ngày sau đó, Liễu Yên Bình rốt cuộc đem Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp tu luyện tới cực hạn rồi mức độ. Nàng giống như Mạnh Phàm, coi như là không dùng tới chân khí, cũng có thể bằng vào cửa này kiếm pháp thúc giục ra chân khí. Trọng yếu nhất là nàng thành công đột phá đến chân võ cảnh giới. Cái này làm cho nàng sướng đến phát rộ rồi, trực tiếp vung tay liền thưởng cho Mạnh Phàm 10 viên linh thạch. Không coi là nhiều, nhưng là Mạnh Phàm cũng thấy đủ rồi, không ngại. Thời gian như nước chảy, đảo mắt lại vừa là nửa tháng trôi qua. Khoảng thời gian này, Mạnh Phàm như cũ mỗi ngày đi ngộ kiếm đường xem kiếm, trải qua lần trước cảm ngộ kiếm thần bia sau đó, hắn xem kiếm thời điểm có tầng sâu hơn lĩnh ngộ. Hắn tu vi cũng đã đạt đến luyện khí 3 tầng cảnh giới. Trọng yếu nhất là, hắn thiết lập muốn vạn kiếm quy tông, đã mơ hồ có hình thức ban đầu. Đáng tiếc là, tích lũy không đủ, nếu quả thật có thể cho hắn 10.000 môn kiếm pháp nghiên cứu, vậy cũng tốt. Ngộ kiếm đường đệ tử luyện tập kiếm pháp, quanh đi quẩn lại chính là như vậy 100 loại khoản đó, Mạnh Phàm đã không tìm được mới mẻ kiếm pháp. Bây giờ, hắn đã rất ít đi ngộ kiếm đường rồi. Nếu như có thể ở Tàng Kinh Các quét sạch một lần, vậy thì dễ chịu rồi. Có lúc Mạnh Phàm không nhịn được sẽ như vậy nghĩ. Đáng tiếc, hắn chỉ là kiếm các thủ kiếm đệ tử, mà không phải Tàng Kinh Các thủ trải qua đệ tử. Một ngày này buổi sáng, Mạnh Phàm cùng thường ngày, bắt đầu lau chùi trường kiếm. Gần đây khoảng thời gian này, Mạnh Phàm lau chùi trường kiếm, thỉnh thoảng cũng gặp phải có sát khí. Nhưng là những thứ này kiếm sát bên trong trí nhớ, đã hấp dẫn không được Mạnh Phàm sự chú ý. Cơ bản đều là một ít phổ thông kiếm pháp, cùng ngộ kiếm đường thấy những đệ tử kia luyện tập không sai biệt lắm tầng thứ. Ngay tại Mạnh Phàm lau chùi đến hôm nay phần thứ 29 thanh trường kiếm thời điểm, Mạnh Phàm trong đầu đột nhiên xuất hiện một giọng nói. Chờ một chút. Hồng Khỉ âm thanh vang lên. Thế nào? Mạnh Phàm nhỏ giọng hỏi. Thanh kiếm này mặc dù nhìn như tầm thường, nhưng trên thực tế nhưng là một thanh linh kiếm. Hồng Khỉ hướng về phía Mạnh Phàm nhắc nhở. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 31. Kiếm ma đúng là một vị nữ tử. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. Hồng Khỉ cùng Mạnh Phàm sớm chiều sống chung, tự nhiên biết rõ Mạnh Phàm ở tận lực chọn trường kiếm bình thường lau chùi, tránh được linh kiếm. Cho nên khi Mạnh Phàm thiếu chút nữa tiếp xúc được linh kiếm thời điểm, nàng chủ động lên tiếng nhắc nhở. Mạnh Phàm khả năng có lúc không phân biệt được linh kiếm, nhưng Hồng Khỉ thân là linh kiếm, dĩ nhiên là rõ ràng. Nghe được Hồng Khỉ nhắc nhở, Mạnh Phàm trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bất quá cũng liền chỉ là một vẻ kinh ngạc mà thôi, trước hắn liền muốn quá, có thể sẽ có chút linh kiếm nhìn bình thường không có gì lạ, sau đó trong lúc vô tình bị chính mình chọn đến. Cho nên hắn vẫn luôn rất cẩn thận một chút, tận lực tránh khai linh kiếm. Không nghĩ tới lần này, thật đúng là để cho hắn gặp. Nhưng lần này Mạnh Phàm nghe được Hồng Khỉ nhắc nhở sau đó, cũng không có đưa tay dời đi, mà là tiếp tục chọc tới chuôi này linh kiếm. Khoảng thời gian này, tiếp xúc được kiếm khí cũng quá rác rưới, coi như ẩn chứa kiếm sát cũng không có cái gì tốt thu hoạch. Nếu lần này cơ duyên xảo hợp đụng phải một thanh linh kiếm, Mạnh Phàm dứt khoát không tránh rồi, thử một chút chuôi này linh kiếm, cũng thử một chút chính mình. Bây giờ Mạnh Phàm đã tu luyện đến luyện khí 3 tầng, hơn nữa mỗi ngày dùng thối thể đan, thể chất so với trước kia cường rất nhiều. Trọng yếu nhất là, trước cảm ngộ quá kiếm thần bia sau đó, Mạnh Phàm ý thức phương diện cũng có rất lớn lên cùng tiến bộ. Cũng là thời điểm cầm một thanh linh kiếm thử nghiệm mới rồi. Mạnh Phàm tự nói. Ngươi đừng xung động. Hồng Khỉ có chút khẩn trương cùng vội vàng thanh âm ở Mạnh Phàm trong đầu vang lên. Nàng nhưng là rõ ràng nhớ, trước cái kia nội môn đệ tử Độc Cô Minh, chân võ cảnh giới tồn tại, cũng thiếu chút nữa bị linh kiếm giết chết. Mạnh Phàm sớm như vậy tiếp xúc linh kiếm, thật là có điểm trùng động. Đáng tiếc, nàng nhắc nhở đã muộn. Bởi vì Mạnh Phàm tay đã nắm lên này chuôi linh kiếm. Kiếm danh Mặc Vân. Ngay tại Mạnh Phàm tay đụng chạm lấy Mặc Vân kiếm trong nháy mắt, một đạo bàn bạc sát khí từ trên thân kiếm hiện lên, trực tiếp bao trùm đến trên người Mạnh Phàm. Hồng Khỉ kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo hồng quang, muốn chống đỡ những sát khí này, bảo vệ chính mình chủ nhân. Mạnh Phàm nhưng là liền vội vàng hô. Hồng Khỉ dừng tay, để cho ta tự mình tới. Hồng Khỉ kiếm hồng quang chợt lóe tối sầm lại, hiển nhiên có chút do dự. Cuối cùng, Hồng Khỉ hay lại là đàng hoàng nghe theo Mạnh Phàm lời nói, không có xuất thủ. Mặc dù nàng rất lo lắng, nhưng lại cảm thấy Mạnh Phàm là mình chọn trúng chủ nhân, hẳn tin tưởng Mạnh Phàm. Nếu như chút nguy hiểm này cũng đối phó không được, thì như thế nào có thể lớn lên, thì như thế nào có năng lực báo thù cho mình. Cuồn kiếm sát vây hướng Mạnh Phàm, nhìn cực kỳ uy nghiêm đáng sợ. Một lát sau, những thứ này kiếm sát toàn bộ tràn vào Mạnh Phàm trong thân thể. Hồng Khỉ hư ảnh từ Hồng Khỉ kiếm bên trong bay ra, mặt đầy lo lắng nhìn Mạnh Phàm. Đồng thời nàng cũng hơi nghi hoặc một chút, những thứ này kiếm sát hình như là bị Mạnh Phàm chủ động cho hút thu nhập trong cơ thể. Nàng lắc đầu một cái, đem điều này ý tưởng hoang đường đuổi ra não hải. Ngươi đang lo lắng hắn. Hồng Khỉ nghe được một cái thanh âm, sau đó đột nhiên quay đầu. Nàng nhìn thấy La Sư Huynh, giờ phút này La Sư Huynh cũng đầy mặt lo âu nhìn Mạnh Phàm. Lấy luyện khí 3 tầng tu vi, cưỡng ép tiếp xúc linh kiếm, quả thật cực kỳ nguy hiểm. Bất quá cũng may Mạnh Phàm cùng Độc Cô Minh không giống nhau, Độc Cô Minh là muốn hàng phục linh kiếm, mà Mạnh Phàm chỉ là muốn lau chùi linh kiếm, cho nên chuôi này linh kiếm cũng sẽ không xuống tay với Mạnh Phàm quá ác. Hơn nữa Mặc Vân không có Xích Nguyệt như vậy hung tàn, Mạnh Phàm sẽ không có đáng ngại chứ. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là La Sư Huynh cũng không có nắm chắc, dù sao linh kiếm không phải là người, không thể dùng nhân suy nghĩ để cân nhắc linh kiếm. Bất quá Mạnh Phàm tiểu tử này, vào kiếm các sau đó liền lộ ra đủ loại yêu nghiệt địa phương, chắc hẳn chuôi này Mặc Vân kiếm, hắn chắc có thể chịu nổi. La Sư Huynh có chút hiếu kỳ nhìn Hồng Khỉ nói. Nói thật, ta thật tò mò, tại sao ngươi như thế để ý tiểu tử này? Coi như hắn tư chất rất tốt, cũng không phải cho ngươi để ý như vậy chứ. Chẳng lẽ ngươi cũng xem trọng hắn anh tuấn bề ngoài? Kiếm linh cũng thích xuất ca. Nghe được La Sư Huynh lời nói, Hồng Khỉ rõ ràng sửng sốt một chút. Bởi vì chính nàng cũng không có nghĩ qua vấn đề này. Chính mình nhận thức Mạnh Phàm làm chủ, rốt cuộc là nhìn trúng hắn này trương khuôn mặt anh tuấn, hay lại là coi trọng hắn kinh người ngộ tính tư chất. Thật giống như là hai người đều có đi. La sư huynh cũng không biết rõ Hồng Khỉ kiếm linh, thực ra đã từng là một người sống. Hắn không giống Mạnh Phàm, có thể nhìn ra Hồng Khỉ kiếm lai lịch cùng phương pháp luyện chế. Cho nên hắn căn bản cũng không biết rõ Hồng Khỉ kiếm là lấy thiếu nữ tâm đầu huyết tế kiếm luyện thành, càng không biết rõ kiếm linh Hồng Khỉ chính là cái kia bị tế kiếm thiếu nữ. Nếu như biết rõ lời nói, cũng sẽ không như vậy trêu chọc Hồng Khỉ kiếm. Mắc mớ gì tới ngươi? Hồng Khỉ một tiếng hừ lạnh, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, lần nữa chui vào Hồng Khỉ trong kiếm. La sư huynh sờ lỗ mũi một cái, không biết mình tại sao lại bị mắng. Quả nhiên, kiếm linh đều là không thể nói lý, chớ nói chi là nói giỡn. Nếu như tiểu tử này có thể bình yên vô sự chĩa vào này Mặc Vân kiếm sát, có lẽ chính là thời điểm dẫn hắn đi gặp một chút Lâm lão rồi. La sư huynh tự lẩm bẩm. Nói không chừng tiểu tử này, thật có hy vọng có thể trở thành Lâm lão đệ tử thân truyền. Muốn là như thế, vậy coi như là một bước lên trời. Nghĩ tới đây La sư huynh không nhịn được có chút hâm mộ. Bất quá, cũng chỉ là hâm mộ, cũng không có gì ghen tị. Bởi vì hắn trước kia cũng có cơ hội trở thành Lâm lão đệ tử thân truyền, đáng tiếc chính hắn không có ý chí tiến thủ, không có biện pháp. Cuối cùng, miễn cưỡng lăn lộn Lâm lão một cái thân phận của ký danh đệ tử. Cùng lúc đó, những thứ kia kiếm sát tiến vào Mạnh Phàm thân thể sau đó, ngay tại bị kiếm đạo thông thần điên cuồng địa luyện hóa thành. Kiếm sát bên trong ẩn chứa trí nhớ, cũng dần dần xuất hiện ở Mạnh Phàm trong đầu. Nơi nào đó đỉnh núi, mây mù lượn quanh. Một nam một nữ hai người giằng co mà đứng. Nam nhân một bộ bạch y, nữ nhân một thân hắc bào. Chỉ là quần áo phương diện màu sắc là có thể nhìn ra hai người này tranh phong tương đối. Vũ Nhu sư muội, đến trình độ này, ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Hỗn Nguyên Kiếm Tông đã bị Quỷ Ảnh Ma Giáo tiêu diệt. Sư phụ sư nương, sư đệ sư muội đều đã biến thành trắng ngần bạch cốt, đến đây ngươi cũng không biết hối cải sao? Nam tử quần áo trắng thần sắc đau buồn nhìn hắc bào nữ tử, trong giọng nói tràn đầy khổ sở cùng bất đắc dĩ. Một cổ không ức chế được bi ai khí tức từ trên người nam tử tản mát ra. Chỉ là thấy cái này trí nhớ mở đầu, Mạnh Phàm đã hiểu đây là một trận bi tình tiết mục. Quả nhiên, hắc bào nữ tử mở miệng nói. Từ ta Quỷ Ảnh Ma Giáo một khắc kia bắt đầu, ta liền đã không phải Hỗn Nguyên Kiếm Tông người. Hỗn Nguyên Kiếm Tông là tồn là mất, cùng ta không có phân nửa quan hệ. Sư muội, sư phụ trước khi lâm chung nói cho ta biết, hắn tối không yên lòng chính là ngươi, để cho ta nhất định phải khuyên ngươi cải tà quy chính. Nam tử quần áo trắng giọng phức tạp nói. Hắc bào nữ tử cười lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra dễu cợt ý vị. Hắn không yên lòng ta. Đây là muốn lôi kéo ta đi xuống chôn cùng hắn chứ? Mạnh Phàm xem xét tỉ mỉ những ký ức này, sau đó đó là một nam một nữ ba lạp khổ tình tiết mục. Nữ tử đã từng là Hỗn Nguyên Kiếm Tông đệ tử, nhưng là bị Hỗn Nguyên Kiếm Tông oan uổng, dưới cơn nóng giận phản bội Hỗn Nguyên Kiếm Tông, rồi đối địch ma giáo. Cuối cùng ở nữ tử dưới sự giúp đỡ, Quỷ Ảnh Ma Giáo thành công bị diệt Hỗn Nguyên Kiếm Tông. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 31. Kiếm ma đúng là một vị nữ tử hay. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. Toàn bộ Hỗn Nguyên Kiếm Tông chỉ có cái này nam tử quần áo trắng còn sống, tìm được hắc bào nữ tử, muốn khuyên hắc bào nữ tử cải tà quy chính. Đáng tiếc, không phải mỗi một đoạn khổ tình tiết mục, cuối cùng đều sẽ có chết già. Nam tử quần áo trắng giải thích năm đó hiểu lầm, nhưng là cái này gọi là Vũ Nhu nữ tử, cũng không có giống như Mạnh Phàm tưởng tượng như vậy ông đầu khóc trống, mau chóng tỉnh ngộ. Đoạn này trí nhớ kết vĩ, là cái này Vũ Nhu nhất kiếm đâm vào nam tử quần áo trắng tim. Nam tử quần áo trắng, tốt. Mà Mặc Vân kiếm, là Vũ Nhu bội kiếm. Vũ Nhu nhất kiếm giết chết nam tử quần áo trắng sau đó, ngộ ra được một môn kiếm pháp. Thất tuyệt ma kiếm, tuyệt tình, tuyệt nghĩa, tuyệt yêu, tuyệt hận, tuyệt bi thương, tuyệt vui, tuyệt nộ. Này thất tuyệt, trực tiếp để cho Vũ Nhu hoàn toàn rớt nhập ma đạo, hóa thành kiếm ma. Mạnh Phàm từng nghe nói qua Quỷ Ảnh Ma Giáo kiếm ma đại danh, đây là Quỷ Ảnh Ma Giáo cực cường cực nhân vật khủng bố, nghe nói là Quỷ Ảnh Ma Giáo giáo chủ, cũng không dám tùy tiện trêu chọc vị này kiếm ma. Thất Tuyệt Ma Kiếm, đó là kiếm ma tung hoành thiên hạ độc môn tuyệt kỹ. Đáng nhắc tới là, vị này kiếm ma, đến bây giờ còn sống. Mạnh Phàm hấp thu xong những ký ức này, liền trợn mở con mắt. Không nghĩ tới nổi danh khắp thiên hạ kiếm ma, lại là một vị nữ tử. Cái này thật đúng là để cho Mạnh Phàm có chút kinh ngạc. Mạnh Phàm nhìn trong tay Mặc Vân kiếm, trong lòng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới chuôi này nhìn như bình thường không có gì lạ Mặc Vân kiếm, lại đã từng là kiếm ma bội kiếm. Này Thục Sơn Kiếm Các, thật có thể nói là thâu tóm thiên hạ danh kiếm rồi, coi như chỉ là một tầng, cũng thường xuyên có thể kiếm được đồ lậu đến một chút không phải bảo kiếm. Bất quá những thứ này kiếm khí, mặc dù trong đó có chút lai lịch bất phàm, nhưng lai lịch không còn phàm. Kiếm khí bản thân cường độ sắp xếp ở chỗ này. Cũng không thể nói bởi vì nó đã từng là đại nhân vật bội kiếm, nó liền so với khác đồng đẳng cấp kiếm khí lợi hại. Không thuyết pháp này, quy lực nhưng thật ra là như thế. Bất quá Thục Sơn kiếm phái danh kiếm, đúng là khắp thiên hạ nhiều nhất. Không nói cái khác, tam thần khí một trong Phục Hy kiếm, ở Thục Sơn kiếm phái. Đại danh đỉnh đỉnh Trấn Yêu kiếm, cũng ở đây Thục Sơn kiếm phái tỏa yêu tháp bên trong. Một ngày nào đó, Mạnh Phàm nếu là có thể tiếp xúc được loại này cấp bậc thần kiếm, như vậy thật có thể là nhất phi trùng thiên rồi. Cảm giác thế nào, ngươi không sao chớ? La sư huynh đứng sau lưng Mạnh Phàm, có chút quan tâm hướng về phía Mạnh Phàm hỏi. Sư huynh yên tâm, ta không sao. Mạnh Phàm quay đầu, nhìn một cái La sư huynh, trên mặt lộ ra chút mỉm cười. Mặc dù đầu mơ hồ có chút đau nhói, nhưng này tiểu hậu quả về sau, Mạnh Phàm hoàn toàn là có thể thừa nhận được. Mạnh Phàm suy đoán không có sai, trước cảm ngộ kiếm thần bia sau đó, để cho hắn ý thức cùng tinh thần lực phương diện, cũng có tăng lên rất nhiều. Mà loại tăng lên, đối với ngày sau tu luyện, cũng là rất có ích lợi. Nhìn dáng dấp phải nghĩ biện pháp tìm cơ hội, từ Liễu Yên Bình nơi đó kiếm lại một ít linh thạch, tranh thủ lại đi cảm ngộ một lần kiếm thần bia. Đối người khác mà nói, cảm ngộ kiếm thần bia là lãng phí linh thạch. Nhưng là đối với Mạnh Phàm mà nói, cảm ngộ kiếm thần bia đối với hắn trợ giúp, thật sự là quá lớn. Mạnh Phàm rút ra Mặc Vân kiếm, đem Mặc Vân kiếm lau một lần, sau đó thả lại chỗ cũ. Sau đó lần này từ Mặc Vân trên thân kiếm tràn vào Mạnh Phàm trong cơ thể kiếm chi bản nguyên, so với trường kiếm bình thường nhiều hơn nhiều. Cái này cũng cùng Mạnh Phàm suy đoán như thế, quả nhiên linh kiếm toát ra kiếm chi bản nguyên, nhiều hơn rất nhiều. Ngươi đi nghỉ trước nghỉ ngơi, hôm nay kiếm các quan môn sau, ngươi theo ta đi lầu 2. Đi lầu 2. Nghe được La sư huynh lời nói, Mạnh Phàm đột nhiên quay đầu, có chút giật mình nhìn La sư huynh. Kiếm các lầu 2, hắn chính là hướng tới đã lâu, nhưng là vẫn không có dũng khí đạp lên quá. Hơn nữa hắn cảm giác mình vừa mới đến, cũng không có tư cách đi lầu 2. Hắn một mực chờ đợi La sư huynh chủ động dẫn hắn đi lầu 2, bây giờ rốt cuộc đến lúc. Đi lầu 2 làm gì? Bất quá Mạnh Phàm vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Trước La sư huynh chưa bao giờ đề cập tới mang chính mình đi lầu 2, lần này là bởi vì cái gì? Mang chính mình đi lầu 2 lại vừa là phải làm gì? La sư huynh nói. Là thời điểm dẫn ngươi đi gặp một chút Lâm lão rồi, tiểu tử ngươi liền linh kiếm kiếm sát cũng có thể gánh vác, chắc hẳn La lão cũng đúng ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nghe được La sư huynh lời nói, Mạnh Phàm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi. Đối với cái này vị thần bí Lâm lão, hắn đã từ La sư huynh trong miệng đã nghe qua rất nhiều lần. Nói thật, hắn thật tò mò vị này Lâm lão là dạng gì nhân. Mạnh Phàm có chút cẩn thận một chút nói. Lâm lão cũng không có chủ động nhắc tới muốn gặp ta trực tiếp như vậy đi gặp hắn, sẽ không đụng đến hắn chứ. La sư huynh thấy Mạnh Phàm bộ dáng khẩn trương, không nhịn được cười một tiếng. Hắn tùy ý nói. Ngươi cứ yên tâm đi, Lâm lão người này tính khí rất tốt, cực kỳ hiền hòa. Mạnh Phàm gật đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Còn có một cái giờ, không sai biệt lắm kiếm các liền có thể đóng cửa, quan môn sau đó ta lại dẫn ngươi đi thấy Lâm lão. Ngươi vừa mới bị Mặc Vân kiếm sát khí đánh vào, trước đi nghỉ ngơi một chút đi. La sư huynh cực kỳ quan tâm nói. Mạnh Phàm cũng không có cậy mạnh, trở về phòng bắt đầu ngồi tĩnh tọa điều tức. Đồng thời, hắn ở trong đầu diễn luyện mới học được Thất Tuyệt Ma Kiếm. Này Thất Tuyệt Ma Kiếm, so với Mạnh Phàm tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Trước Mạnh Phàm tiếp xúc qua sở hữu kiếm pháp, cũng không sánh nổi cửa này Thất Tuyệt Ma Kiếm. coi như là đã rất mạnh. Thái thượng tuyệt tình kiếm hoặc là phá núi kiếm, cũng kém xa tích tắp này thất tuyệt ma kiếm. Thậm chí Mạnh Phàm mơ hồ cảm thấy, này thất tuyệt ma kiếm, đã tiếp xúc được kiếm hồn lần này rồi. Kiếm hồn, kiếm phách, đây là liên quan đến nguyên thần tầng thứ cao cấp kiếm thuật. Bất quá này thất tuyệt ma kiếm, có chút đi lệch. Rất nhập ma đạo rồi. Thất tuyệt ma kiếm, đây là thuộc về ma đạo kiếm pháp. Nhưng là Mạnh Phàm cũng không có đối với nó xa lánh, ma đạo, cũng là nói, Mạnh Phàm cảm giác mình có thể nghiên cứu một chút. Hơn nữa ông Nguyên Thủy Đại Đạo bao dung ngàn vạn, cũng không phải không tha cho ma đạo. Bất quá Mạnh Phàm ở trong đầu diễn luyện này thất tuyệt ma kiếm thời điểm, vẫn cảm giác được dị thường. Này thất tuyệt ma kiếm, quả thật nghe rợn cả người, uy lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng là nếu như vận dụng này thất tuyệt ma kiếm, như vậy sẽ gặp lâm vào một loại mê muội trạng thái, sát ý nổ mạnh, khó khống chế. Rất có thể tổn thương người vô tội. Coi như chỉ là ở trong đầu diễn luyện cửa này kiếm pháp, cũng không có thật ở trên thực tế làm đi ra, Mạnh Phàm đều cảm giác được chính mình trong đầu tràn đầy vô cùng sát ý, muốn phải phá hư chung quanh hết thảy. Không hổ là ma kiếm. Mạnh Phàm dừng lại ở trong đầu diễn luyện, trợn mở con mắt. Hắn trong mắt đỏ hoe, như cũ có sát ý đang chảy đảng. Khó trách quỷ ảnh ma giáo vị kia kiếm ma, theo như đồn đãi vô cùng kinh khủng, lạm sát kẻ vô tội. Tu luyện cửa này kiếm pháp đến mức tận cùng nơi, rất có thể đã điên rồi, thật hóa thân thành ma. Bất quá, cửa này kiếm pháp, uy lực thì thật mạnh a. Mạnh Phàm lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm những chuyện này. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32. Kiếm các 2 tầng, Lâm Lão. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. Trải qua quá 1 giờ điều tức, hắn trạng thái tốt hơn nhiều, trong đầu cũng không có cái loại này đau nhói cảm. Kiếm các đến thời gian quan môn, La Sư Huynh đi tới Mạnh Phàm bên ngoài phòng, hướng về phía Mạnh Phàm nói. Mạnh sư đệ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy Lâm Lão. Mạnh Phàm liền vội vàng đi ra khỏi phòng, trong lòng có chút nhỏ kích động. Hắn với sau lưng La Sư Huynh, bước lên đi kiếm các 2 tầng lầu thê. Thang lầu này hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng là còn chưa bao giờ đặt chân qua. Rất nhanh, Mạnh Phàm leo lên kiếm các tầng 2. 2 lớp không gian, so với 1 tầng ít đi một chút, nhưng là cũng không có tiểu quá nhiều. Cùng 1 tầng như thế, kiếm các tầng 2 cũng là để từng hàng giá gỗ, mỗi hàng trên kệ gỗ đều là trường kiếm. Chỉ bất quá tầng 2 kiếm, toàn bộ đều là linh kiếm. 1 tầng mặc dù cũng có linh kiếm, nhưng đó là phượng mau lân giác, tầng 2 nhưng là liền một thanh phạm kiếm cũng không có. Mạnh Phàm nhìn bày la liệt linh kiếm, không khỏi có chút rung động. Nếu như hắn có thể đủ đem các loại kiếm sát toàn bộ hấp thu, được tích lũy đến bao nhiêu nội tình. Nếu như lại đem kiếm chi bản nguyên cũng thông hấp thu một vòng, chính mình lại có thể đến cảnh giới gì? Trọng yếu nhất là, kiếm các còn có 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng. Nghĩ tới đây, Mạnh Phàm trong lòng không khỏi có chút lửa nóng. Không nghi ngờ chút nào, này kiếm các thật là mình đất lành. Kiếm các tầng 2 nam phương trong góc, có một lão già ngồi ở trên bồ đoàn, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Đây là một cái thật lão giả, không nghĩ La Sư Huynh là giả. Lâm Lão, đây là kiếm các mới tới thủ kiếm đệ tử, đi tới kiếm các sau đó biểu hiện cực kỳ tốt, cho nên ta dẫn hắn tới gặp một chút ngươi. La Sư Huynh đi tới Lâm Lão trước mặt, hướng về phía Lâm Lão thi lễ một cái. Mạnh Phàm cũng vội vàng đi theo hành lễ, lặng lẽ đánh giá này vị lão nhân. Kiếm các địa vị như thế siêu nhiên, trên căn bản cũng là bởi vì này vị lão nhân tồn tại. Rất rõ ràng, này vị lão nhân là cực mạnh tồn tại. Lâm Lão chậm rãi mở mắt ra, tại hắn mở mắt ra trong nháy mắt, Mạnh Phàm tự hồ mơ hồ thấy được một thanh kiếm. Hoặc có lẽ là, hình như là vị này Lâm Lão biến thành một thanh kiếm. Nhân loại thân thể, cho Mạnh Phàm cảm giác nhưng là một thanh kiếm sắc. Nhân kiếm hợp nhất, Mạnh Phàm trong đầu toát ra một cái ý niệm như vậy. Nếu như là lĩnh ngộ kiếm thần bia trước Mạnh Phàm, căn bản là không nhìn ra những thứ này, coi như là có kiếm đạo thông thần cũng không nhìn ra. Bởi vì kiếm đạo thông thần chỉ là một thiên phú nghịch thiên, cũng không thể gia tăng Mạnh Phàm lịch duyệt. Mà cảm ngộ kiếm thần bia, lại để cho Mạnh Phàm ở kiếm đạo một đường bên trên nhiều rất nhiều rồi kinh nghiệm. Nhân kiếm hợp nhất, này cũng không phải một cảnh giới, mà là một loại trạng thái. Rất nhiều người luyện kiếm cả đời, thậm chí tu luyện tới cực kỳ cảnh giới cao thâm, cũng không cách nào bước vào cái trạng thái này. Không nghi ngờ chút nào, vị này Lâm lão rất mạnh. Mạnh Phàm nhất thời đối vị này xa lạ Lâm lão tràn đầy kính ý. Nhưng đối với cường giả, có trời sinh tôn kính. Lâm lão nhìn Mạnh Phàm liếc mắt, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Ngươi rất không tồi. Hắn giọng hòa ái, nhìn về phía ánh mắt của Mạnh Phàm cũng là toát ra hài lòng. Rất hiển nhiên, khoảng thời gian này mặc dù Mạnh Phàm không có bái kiến hắn, nhưng hắn nhất định là chú ý qua Mạnh Phàm. Nghe được Lâm lão mở miệng câu thứ nhất chính là đối Mạnh Phàm tán dương, là sư huynh không khỏi hơi có chút ghen tị, hắn ở kiếm các nhiều năm như vậy, còn không có được quá Lâm lão một câu tán dương. Không chỉ không có tán dương, hắn còn thường xuyên từ Lâm lão trong ánh mắt thấy một tia thất vọng. Hắn cái này ký danh đệ tử, đúng là không thể để cho Lâm lão hài lòng. Bái kiến Lâm lão, ta là kiếm các mới tới thủ kiếm đệ tử, Mạnh Phàm. Mạnh Phàm chính mình lại tiến hành một lần tự giới thiệu mình. Lâm lão gật đầu một cái, biểu thị chính mình nhớ danh tự này. Sau đó hắn cẩn thận chu đáo rồi Mạnh Phàm chốc lát. Ngươi nguyện vọng là cái gì? Một lát sau, Lâm lão mở miệng hướng về phía Mạnh Phàm hỏi. Mạnh Phàm có chút mộng, hắn không nghĩ tới, Lâm lão cùng mình nói câu nói đầu tiên, chính là chỗ này sao không giải thích được. Hắn nghĩ tới rồi kiếp trước trên địa cầu nhìn qua một cái game show. Những thứ kia đạo sư đối mặt học viên, mở miệng câu thứ nhất chính là ngươi mơ mộng là cái gì? Nguyện vọng cùng mơ mộng, thật giống như không có gì khác nhau chứ. Thế nào có loại quen thuộc phải hơn bị họa bánh nướng cảm giác? Một lát sau, Mạnh Phàm có chút lúng túng nhìn Lâm lão, nửa ngày không có biệt xuất tới một cái đáp án. Ngạch, Lâm lão, ta tạm thời không nghĩ tới tự có nguyện vọng gì. Lâm lão cười một tiếng, đứng lên, đưa tay vỗ một cái Mạnh Phàm bả vai. Không gấp, từ từ suy nghĩ, có là thời gian. Mạnh Phàm thật có điểm mộng, hắn cảm giác cái này Lâm lão có chút không giải thích được. Ít nhất cùng cái này Lâm lão trò chuyện thiên câu thông, có chút không được tự nhiên. Có sao nói vậy, nếu như Mạnh Phàm cùng Lâm lão thân phận đổi lại một chút, Mạnh Phàm khẳng định một cái tát vỗ vào Lâm trên khuôn mặt già nua, sau đó phun ra ba chữ. Nói tiếng người. Đáng tiếc, này chỉ có thể tưởng tượng. Thực tế thì Mạnh Phàm vô cùng nhu thuận hướng về phía Lâm lão nói. Đệ tử ngu độn, không có biết rõ Lâm lão ý tứ. Lâm lão đầu tiên là nhìn một cái La sư huynh, sau đó vừa liếc nhìn Mạnh Phàm. Ta vẫn muốn thu một cái đệ tử thân truyền, trước có cân nhắc tiểu La, đáng tiếc hắn không có ý chí tiến thủ, kém quá xa. Lâm lão hướng về phía Mạnh Phàm nói. Thực ra ngươi tiến vào kiếm các ngày đầu tiên, ta liền quan tâm ngươi, ngay từ đầu ta rất thất vọng, cảm thấy ngươi ngay cả tiểu La cũng không bằng. Nhưng là khoảng thời gian này, ngươi cho không ít kinh hỉ. Mạnh Phàm trong lòng khẽ động, chẳng nhẽ cái này Lâm lão là muốn thu mình làm đệ tử thân truyền. Vậy mình là một bước lên trời. Đệ tử tạp dịch, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chưởng môn đệ tử thân truyền, đây là Thục Sơn Kiếm Phái đệ tử cấp bậc phân chia. Mặc dù Mạnh Phàm không biết rõ vị này Lâm lão là ai, nhưng là Lâm lão chấp chưởng kiếm các, địa vị hẳn không so với chưởng môn kém quá nhiều. Như là trở thành Lâm lão đệ tử thân truyền, này thân phận địa vị tuyệt đối là vượt qua nội môn đệ tử. Sư phụ ở trên cao, xin nhận đồ nhi xá một cái. Mạnh Phàm cái này xuyên việt giả, làm người hiện đại da mặt dĩ nhiên là thật dày. Ở Lâm lão vẻn vẹn toát ra một tia cái ý này nguyện thời điểm, hắn cũng đã thuận cái leo lên, trực tiếp quỳ xuống Lâm lão trước mặt bái sư. Tiểu tử ngươi ngược lại là cơ trí, bất quá ta lời còn chưa nói hết đây. Lâm lão cười nói. Sư phụ xin phân phó. Mạnh Phàm vẽ mặt thành thật. Một bên La sư huynh, trợn mắt há mồm nhìn Mạnh Phàm. Cùng Mạnh Phàm chung sống thời gian dài như vậy, hắn còn thật không có phát hiện Mạnh Phàm lại là như thế da mặt dày. Trước còn cảm thấy tiểu tử này rất thật sự, là một cái người đàng hoàng. Bây giờ nhìn lại, lại là mình lầm. Quả nhiên, bất luận nam nữ, chỉ cần là dáng dấp đẹp mắt, tâm đều có điểm tạng. Đồng thời La sư huynh còn có chút hâm mộ Mạnh Phàm, nếu như mình ban đầu có không biết xấu hổ như vậy tinh thần, có lẽ cũng không phải không có thể trở thành Lâm lão đệ tử thân truyền. Đáng tiếc, mình mới là người đàng hoàng kia. La lão nhìn Mạnh Phàm, mặc dù trong ánh mắt có hài lòng thần sắc, nhưng lại sụ mặt nói. Muốn làm đệ tử của ta, được phải trải qua khảo hạch mới được. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33. 2 năm sau, đánh bại một người. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. Khảo hạch. Mạnh Phàm không sợ nhất chính là khảo hạch. Lấy hắn ngộ tính, cái dạng gì khảo hạch không phải bắt vào tay. Chỉ muốn không phải quan vu tu vì cảnh giới khảo hạch là được. Bây giờ Mạnh Phàm lớn nhất đoạn bản chính là tu vi chỉ có luyện khí 3 tầng, quả thật có chút thấp. Bất quá Lâm lão trước chú ý qua chính mình, khẳng định như vậy rõ ràng bản thân là tạp phẩm linh căn. Hắn đã có thu chính mình làm đồ để ý nguyện, dĩ nhiên là sẽ không ở tu vi phương diện này làm khó mình. Sư phụ cứ việc khảo hạch, Đồ Nhi nhất định cố gắng hoàn thành. Mạnh Phàm vẻ mặt kiên định nói. Nghe được Mạnh Phàm mở miệng một tiếng sư phụ địa kêu, thật giống như thật đã là Lâm lão đệ tử. La sư huynh là thực sự chịu phục, liền hướng cái mặt này da hắn cũng không bằng Mạnh Phàm. Gương mặt dài được đẹp trai như vậy coi như xong rồi, da mặt vẫn như thế dày, này để cho người khác sống thế nào? Lâm lão trên mặt mỉm cười một mực không giảm, rất rõ ràng, hắn cũng không ghét Mạnh Phàm loại này da mặt dày thái độ. Vãn bối ở trưởng bối trước mặt lộ ra chút da mặt dày thái độ, không chỉ có sẽ không để cho trưởng bối cảm thấy chán ghét, thậm chí còn có thể sẽ mang một ít hoan hỉ. Ta vừa mới sở dĩ hỏi ngươi có nguyện vọng gì, là bởi vì nếu như ngươi có thể trở thành ta đệ tử thân truyền, ta liền thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng. Đương nhiên rồi, là đang ở năng lực ta trong giới hạn chịu đựng, bất quá ta phạm vi năng lực hẳn so với ngươi tưởng tượng còn lớn hơn. Nhưng là, muốn trở thành ta đệ tử thân truyền, ngươi phải nhất định ở 2 năm sau, đánh bại một người. Lâm lão nhìn ánh mắt của Mạnh Phàm, vô cùng nghiêm túc cùng ngưng trọng. Đánh bại một người. Mạnh Phàm cảm thấy sự tình hẳn không có chính mình tưởng tượng trung đơn giản như vậy. Vì vậy nhân, khẳng định so với La sư huynh mạnh hơn. Hơn nữa rất rõ ràng 2 năm sau đó, La sư huynh cũng không cản nổi người này. Nếu không lời nói, cái này đệ tử thân truyền vị trí, cũng sớm đã bị La sư huynh đặt trước, căn bản không tới phiên chính mình. Cho nên ở trong mắt Lâm lão, 2 năm sau đó chính mình, khẳng định có thể vượt qua 2 năm sau đó La sư huynh. Nói thật, Lâm lão đối với chính mình có lòng tin như vậy, Mạnh Phàm vẫn đủ thụ sủng nhược kinh. Bởi vì cho tới bây giờ, Mạnh Phàm cũng không biết rõ La sư huynh tu vi cảnh giới. Vốn lấy La sư huynh cái này phong độ cùng bức cách, cảm giác thế nào cũng phải là thiên nguyên cảnh giới chứ. Lâm lão, người kia bây giờ là cảnh giới gì? Sắc mặt của Mạnh Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. 1 năm trước, mới vừa bước vào thiên nguyên cảnh giới. Lâm lão giọng có chút phức tạp nói. Nghe được Lâm lão lời nói, Mạnh Phàm nhất thời có chút ngạc nhiên. 1 năm trước cũng đã bước vào thiên nguyên cảnh giới. Chính mình 2 năm sau có thể bước vào thiên nguyên cảnh giới sao? Thật giống như không quá có thể a. Coi như có thể bước vào thiên nguyên cảnh giới, nhân gia ít nhất cũng phải là thiên nguyên 2 tầng 3 chứ. Cái này Lâm lão, lại đối với ta có lòng tin như vậy. Mạnh Phàm là thực sự có chút thụ sủng nhược kinh. Lâm lão, ngài thật là để mắt ta. Mạnh Phàm hướng về phía Lâm lão cười khổ một tiếng. Bất quá có sao nói vậy, nếu như Mạnh Phàm thật có thể đi đến thiên nguyên cảnh giới, coi như chỉ có thiên nguyên 1 tầng, phỏng chừng cũng có thể treo lên đánh thiên nguyên 3 tầng, thậm chí là 4 tầng. Ha ha, ai lão tử bật hắc. Nhưng loại này lòng tin mình có thể có, Lâm lão một cái không quen biết nhân, dựa vào cái gì như vậy tin tưởng chính mình. Sau đó Lâm lão nghe được Mạnh Phàm lời nói, không khỏi phát ra cười khổ một tiếng. Trong tiếng cười mơ hồ có một tí bất đắc dĩ. Toàn bộ kiếm các ngoại trừ Tiểu La liền còn dư lại một mình ngươi, Tiểu La ta cũng sớm đã buông tha, bây giờ cũng chỉ có thể đối với ngươi có lòng tin. Mạnh Phàm có chút hiếu kỳ hướng về phía La sư huynh hỏi, La sư huynh, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Chẳng nhẽ cái này La sư huynh cùng Lâm lão nhắc tới người kia, chênh lệch rất lớn sao? La sư huynh có chút ngượng ngùng nói. Chân võ cảnh 8 tầng. Chân võ cảnh 8 tầng. Mạnh Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vẫn cho là La sư huynh cũng là thiên nguyên cảnh giới nhân, bởi vì La sư huynh cái bộ dáng này, thật sự là đặc biệt có phong phạm cao thủ. Nguyên lai là dọa người. Bây giờ La sư huynh hay lại là chân võ cảnh 8 tầng, mà Lâm lão nhắc tới người kia, 1 năm trước cũng đã là thiên nguyên cảnh giới. Tin tưởng Lâm lão trước cũng đã bồi dưỡng quá La sư huynh rồi, cho nên Lâm lão rất rõ ràng, là sư huynh không thể nào là người kia đối thủ. Nhưng mình cùng người kia chênh lệch lớn hơn a. Bây giờ mình mới bất quá là luyện khí 3 tầng mà thôi, cùng thiên nguyên cảnh giới tu sĩ so sánh, thật là khác biệt trời vực, long xà phân chia. Lâm lão, ngài nói người là ai vậy kia? Tại sao cần ta đánh bại người kia? Mạnh Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Lâm lão thở dài một cái, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Hắn trầm mặt chốc lát, sau đó vô cùng thổn thức nói. Người kia, là ta một cái đối thủ cũ đệ tử. 8 năm trước, ta cùng cái kia đối thủ cũ lập được đổ ước, mỗi người bồi dưỡng một cái đệ tử, 10 năm sau để cho 2 người đệ tử tỷ thí. Ai đệ tử thua, ai nhất định phải đáp ứng đối phương một chuyện. Câu chuyện này, mặc dù có chút máu chó, nhưng hoàn toàn có thể tiếp nhận, Mạnh Phàm tỏ ra là đã hiểu. Nhưng là hắn không hiểu là, tại sao 10 năm ước hẹn đều đi qua 8 năm rồi, Lâm lão còn không có tìm được một cái xính tâm như ý đệ tử. Thục Sơn kiếm phái bên trong, chẳng nhẽ liền không có một lệnh Lâm lão coi trọng đệ tử. Lâm lão, này đều đi qua 8 năm rồi, ngài vẫn còn ở tìm đệ tử, động tác này thật giống như có chút ngạch, có chút chậm. Mạnh Phàm có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm lão lắc đầu một cái, rơi vào trầm mặc. Một bên La sư huynh hướng về phía Mạnh Phàm chớp mắt một cái, đáng tiếc Mạnh Phàm cái góc độ này cũng không thể nhìn thấy La sư huynh biểu tình. Chỉ chốc lát sau, Lâm lão lên tiếng lần nữa, trong giọng nói bị thương cảm. Thực ra ta 8 năm trước đã thu một cái đệ tử, hắn rất ưu tú, hơn nữa 2 năm trước hắn liền đã đạt đến thiên nguyên cảnh giới, luận thiên tư luận thực lực, cũng không thể so với ta cái kia đối thủ cũ đệ tử kém. Mạnh Phàm có thể nghe ra Lâm lão trong giọng nói thương cảm, hắn có chút không tốt lắm ý tứ truy hỏi chuyện kế tiếp tình. Rất rõ ràng, chuyện kế tiếp không phải là chuyện tốt. Bất quá mặc dù Mạnh Phàm không có hỏi tới, nhưng là Lâm lão chủ động nói tiếp. Đáng tiếc 2 năm trước, hắn đã chết, 2 năm trước hắn đi đến thiên nguyên cảnh giới sau đó, thỏa thuê mãn nguyện muốn đi ra ngoài trảm yêu trừ ma, kết quả lại chết ở yêu ma trong tay. Lâm lão nói xong, lần nữa đặt mông ngồi ở trên bồ đoàn, thật giống như thân thể trong nháy mắt bị quất không, mất đi lực lượng. Rất hiển nhiên, tên đệ tử này vẫn lạc, mang đến cho hắn cự đại đả kích, thậm chí cho tới bây giờ cũng không có hoàn toàn khôi phục. Nhìn Lâm lão bộ dáng này, Mạnh Phàm cũng không biết rõ nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng. Lúc này mở lời an ủi, ngược lại lộ ra rất trống vắng. Hồi lâu sau, Lâm lão mới khôi phục chút tinh thần. Từ đó về sau, ta liền không có cái gì hào tình tráng chí, hơn nữa 2 năm qua ta cũng không có sẽ rời đi quá kiếm các. Trước ta có nghĩ qua bồi dưỡng Tiểu La, đi tham gia trận kia 10 năm ước hẹn. Đáng tiếc, Tiểu La vô luận là tư chất cùng ngộ tính cũng không tính là thượng cấp, căn bản cũng không có thắng có khả năng. Vốn là ta đã bỏ đi rồi, nhận thua. Lâm lão ngẩng đầu, ánh mắt có thần nhìn Mạnh Phàm. Cho đến ngươi xuất hiện. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34. Kiếm thần bia, 10 ngày 10 dạ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. Ngươi xuất hiện, để cho ta thấy được hy vọng. Thực ra ngươi lần đầu tiên tiến vào kiếm các thời điểm, ta cũng không có đem ngươi coi là chuyện to tát, bởi vì ngươi linh căn chỉ là một tạp phẩm linh căn. Thậm chí ta cảm thấy, ngươi khả năng ở chỗ này cũng không sống qua 1 tháng. Kết quả, ngươi cho ta rất kinh hãi vui. Mặc dù ngươi linh căn cấp bậc nhưng là rất thấp, là kém cỏi nhất tạp phẩm linh căn, nhưng là ngươi ngộ tính, nhất là ở kiếm trên đường thiên tư, là ta bình sinh mới thấy. Không chút nào khoa trương nói, toàn bộ Thục Sơn kiếm phái, cũng không có người thứ hai kiếm đạo tư chất, có thể cùng ngươi như nhau. Linh căn kém, còn có thể bổ túc, nhưng nếu là ngộ tính kém, kiếm đạo tư chất kém, như vậy thì thật không cứu. Lâm lão trường thiên đại luận, thẳng thắn nói, trong lời nói tràn đầy đối Mạnh Phàm khen ngợi. Cái này không do để cho một bên La sư huynh cực kỳ hâm mộ, bởi vì vẫn luôn đang bị Lâm lão đả kích, chưa bao giờ bị Lâm lão tán dương quá. Mạnh Phàm là có chút chần chờ hướng về phía Lâm lão hỏi, Lâm lão, coi như ta ngộ tính không tệ, có thể thời gian 2 năm tăng lên tới thiên nguyên cảnh giới, này đối với ta mà nói gần như là không có khả năng hoàn thành sự tình chứ. Hơn nữa, coi như là cực phẩm linh căn, cũng rất khó ở trong vòng 2 năm, từ luyện khí 3 tầng cảnh giới, đột phá đến thiên nguyên cảnh giới chứ. Huống chi, ta vẫn chỉ là tạp phẩm linh căn. Này không phải Mạnh Phàm khiêm tốn, liền xem là khá hấp thu kiếm chi bản nguyên tới gia trì tốc độ tu luyện, Mạnh Phàm cũng rất khó ở trong vòng 2 năm thời gian đột phá đến thiên nguyên cảnh giới. Dù sao ngươi đến một chút, này tính toán đâu ra đấy kém 17 cái cảnh giới đây. Ngươi luôn không khả năng một tháng đột phá một cảnh giới chứ. Ở luyện khí cảnh giới giai đoạn trước, có lẽ còn có hy vọng một tháng tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là càng đến hậu kỳ càng khó khăn. Nhất là đến chân võ cảnh giới, một tháng đột phá một cảnh giới, không khác nào nói vớ vẩn. Nhưng những thứ này, chỉ là Mạnh Phàm nhận thức. Lâm lão vẻ mặt bình tĩnh nói. Đối với ngươi mà nói, cái này cố nhiên là chuyện không có khả năng, nhưng là đối với ta mà nói, liền không nhất định. Mạnh Phàm lúc này mới tỉnh táo lại, đúng vậy, chính mình tầm mắt cuối cùng là quá thấp. Lấy Lâm lão cái này tầng thứ, nhất định là có là biện pháp làm cho mình nhanh chóng tăng lên tu vi. Tăng lên tu vi cũng không phải cái việc gì khó khăn, nhưng là tăng lên tu vi cũng không có nghĩa là tăng thực lực lên. Liền lấy Tiểu La mà nói, ta muốn để cho hắn tăng lên tới thiên nguyên cảnh giới, này dễ như trở bàn tay. Nhưng là đồ có cảnh giới, cũng không đủ kiếm đạo nội tình, hắn lại là đạt tới thiên nguyên cảnh giới, cũng không đánh lại người khác, đây là đốt cháy giai đoạn. Lâm lão nhìn về phía Mạnh Phàm, ánh mắt nóng bỏng nói. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi ngộ tính siêu nhân, muốn tích lũy kiếm đạo nội tình so với tăng lên tu vi còn đơn giản hơn. Cho nên ta có lòng tin, để cho 2 năm sau đó ngươi vượt qua Diệp Cầm Tâm. Diệp Cầm Tâm, chắc là Lâm lão cái kia đối thủ cũ đệ tử. Bất quá nghe danh tự này, giống như là một nữ nhân. Làm cho mình đi đã nữ nhân. Chuyện này. Ngạch. Thật giống như rất kích thích dáng vẻ. Mạnh Phàm suy nghĩ một chút, hướng về phía Lâm lão nói. Lâm lão, thực ra có lòng tin có thể đánh bại 2 năm cuối cùng Diệp Cầm Tâm, nhưng là cũng cần ngại giúp ta một người. Giúp cái gì? Lâm lão cười một tiếng, tiểu tử này lại cùng mình trả giá. Mạnh Phàm vẻ mặt thành thật nói. Chuyện này, liền tương đương với trước thời hạn thực hiện ngài cho ta nguyện vọng. Ta nghĩ muốn đi Tàng Kinh Các xem trải qua 10 ngày 10 đêm, đi kiếm thần bia lĩnh ngộ 10 ngày 10 đêm. Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có nắm chắc ở 2 năm sau đó, đánh bại Diệp Cầm Tâm. Nghe được Mạnh Phàm lời nói, Lâm lão đầu tiên là nhướng mày một cái, sau đó một lát sau lại chậm rãi thư triển ra rồi. Hắn cười nói. Ngươi cân nhắc biết. Chỉ muốn ta giúp ngươi chuyện này, ngày sau coi như ngươi đánh bại Diệp Cầm Tâm, ta cũng sẽ không lại thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng. Ta trước nói, nguyện vọng này chỉ cần ở ta trong phạm vi năng lực, đều có thể giúp ngươi thực hiện. Ngươi cái yêu cầu này, thực ra xa còn lâu mới có được đi đến năng lực ta hạn mức tối đa, thậm chí ngươi cái yêu cầu này với ta mà nói, rất đơn giản. Mạnh Phàm vẻ mặt ngưng trọng nói. Có lẽ cái yêu cầu này ở Lâm lão người xem tới rất đơn giản, nhưng là nó đối với ta mà nói, lại trọng yếu vô cùng. Được, ta đáp ứng ngươi. Lâm lão cười nói. Tiểu tử này, nhìn như không khéo, kỳ thực cũng có chút hàm hàm. Chính mình cũng đáp ứng muốn bồi dưỡng hắn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tăng lên hắn tu vi và thực lực. Tàng Kinh Các kinh thư cùng kiếm thần bia cảm ngộ, vốn chính là tăng thực lực lên đường tắt một trong. Coi như Mạnh Phàm không nói, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp cho Mạnh Phàm những cơ hội này. Chỉ bất quá, 10 ngày 10 đêm, này liền có chút ngoan. Dưới tình huống bình thường, tỉ như kiếm thần bia cảm ngộ, hắn coi như cho Mạnh Phàm sáng tạo cơ hội, cũng là dựa theo giờ mà tính. Coi như là hắn, muốn để cho Mạnh Phàm đi cảm ngộ kiếm thần bia, cũng phải hao phí linh thạch, nhiều nhất là đút lót gãy. 10 ngày 10 đêm, 120 tê thần, hơn 10.000 viên linh thạch. Coi như là bớt, cũng phải mấy ngàn viên linh thạch. Về phần Tàng Kinh Các, cái này ngược lại vẫn dễ dàng nhiều chút, dù sao hắn và Tàng Kinh Các lão vương giao tình cũng không tệ lắm. Lâm lão nhìn Mạnh Phàm, có chút hiếu kỳ nói. Kiếm thần bia cảm ngộ, ngươi nhất định phải 10 ngày 10 đêm. Thời gian dài như vậy, thật không sẽ lãng phí sao? Nói thật, mặc dù hắn cảm thấy Mạnh Phàm kiếm đạo tư chất rất mạnh, ngộ tính cũng là siêu phàm, nhưng cảm ngộ kiếm thần bia 10 ngày 10 đêm, cái này có phải hay không là quá khoa trương? Trọng yếu nhất là, mặc dù hắn cũng có thể móc ra mấy ngàn viên linh thạch, nhưng nói thật, vẫn là rất nhức nhối thêm thương tiếc. Cho nên nếu như Mạnh Phàm lãng phí lời nói, hắn nhất định là sẽ không đồng ý. Sau đó Mạnh Phàm nhưng là vẻ mặt kiên định nói: Lâm lão, chỉ cần ngươi có thể để cho ta đi Tàng Kinh Các cùng Kiếm Thần Điện cảm ngộ 10 ngày 10 đêm, như vậy 2 năm sau đó ta nhất định chiến thắng Diệp Cầm Tâm. Nếu là thua, ta đưa đầu tới gặp. Này không phải Mạnh Phàm ở nói mạnh miệng, Tàng Kinh Các tạm dừng không nói, chỉ là hắn hoàn thiện chính mình Vạn Kiếm Quy Tông một cái đường tắt. Mà Kiếm Thần Bia, chính là thật có thể làm cho Mạnh Phàm thoát thai hoán cốt. Trước chỉ là cảm ngộ Kiếm Thần Bia 1 giờ, Mạnh Phàm liền đã có phiên thiên phúc địa biến hóa. Nếu là thật có thể cảm ngộ 10 ngày 10 đêm, Mạnh Phàm có nắm chắc hoàn toàn hấp thu Kiếm Thần Bia bên trong Nguyên Thủy Đại Đạo. Lâm lão suy nghĩ một chút nói: Tàng Kinh Các xem trải qua 10 ngày 10 đêm, ta trước tiên có thể giúp ngươi giải quyết. Về phần Kiếm Thần Bia cảm ngộ 10 ngày 10 đêm, cái giá này tương đối lớn, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi được trước chứng minh chính mình. Chứng minh như thế nào? Mạnh Phàm liền bận rộn hỏi. 1 năm sau đó, ngươi nếu có thể đánh bại Tiểu La, ta liền cho ngươi Kiếm Thần Bia cảm ngộ 10 ngày 10 đêm cơ hội. Lâm lão vẻ mặt thành thật nói. Dù sao bên trên vạn linh thạch đại thủ bút, Lâm lão không thể nào đần độn trực tiếp thì cho Mạnh Phàm. Chỉ có chứng minh tự có tư cách này, có năng lực này, hắn mới sẽ xem xét trợ giúp Mạnh Phàm. Nếu là 1 năm sau đó Mạnh Phàm đều không thể đánh bại Tiểu La, như vậy 2 năm sau đó càng không thể nào đánh bại Diệp Cầm Tâm. Đây là Lâm lão đối với Mạnh Phàm khảo nghiệm. Nghe vậy La sư huynh cười ha hả hướng về phía Mạnh Phàm nói: Sư đệ, ngươi yên tâm, 1 năm này ta tận lực áp chế tu vi, cố gắng không tăng cảnh giới. Coi như La sư huynh trong vòng 1 năm không có đột phá, cũng là chân vũ 8 tầng cảnh giới. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34 Kiếm Thần Bia, 10 ngày 10 đêm 2. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. Vạn nhất này thời gian 1 năm, La sư huynh đại bạo phát, trực tiếp đột phá đến thiên nguyên cảnh giới, vậy làm sao chơi đùa? Mạnh Phàm nhất thời sắc mặt có chút hơi khó, bởi vì này quả thật có chút khó khăn. Hắn sở dĩ có lòng tin đánh bại Diệp Cầm Tâm, chính là muốn hy vọng nào Kiếm Thần Bia. Kiếm mặc dù thần bia không thể tăng lên hắn chân khí cảnh giới, nhưng là lại có thể làm cho hắn kiếm đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh, phiên thiên phúc địa. Chỉ cần cho hắn cảm ngộ Kiếm Thần Bia 10 ngày 10 đêm, như vậy thì đoán chỉ là luyện khí 3 tầng cảnh giới, hắn cũng có nắm chắc đối chiến chân vũ 3 tầng cảnh giới. Bởi vì khi đó ở kiếm đạo bên trên, hắn đã toàn phương diện nghiền ép người khác. Liền lấy Lâm lão mà nói, tỉ như hắn chỉ vận dụng luyện khí 3 tầng cảnh giới chân khí, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh bại một vị thiên nguyên cảnh giới cao thủ. Thậm chí cũng không cần vận dụng chân khí. Đây chính là kiếm đạo tu vi bên trên áp chế. Thế nào, không có lòng tin? Lâm lão đã nhìn ra Mạnh Phàm trên mặt làm khó, chân mày cau lại. Mạnh Phàm có chút bất đắc dĩ nói: Lâm lão, thực ra ta trước cảm ngộ qua một lần Kiếm Thần Bia, đối với ta trợ giúp thật rất lớn. Ta có lòng tin đánh bại Diệp Cầm Tâm, cũng là ỷ vào cảm ngộ Kiếm Thần Bia mang đến cho ta trợ giúp to lớn. Nếu không phải có thể cảm ngộ Kiếm Thần Bia, ta rất khó trong vòng thời gian ngắn làm cho mình đạt được tăng lên trên diện rộng. Nghe được Mạnh Phàm lời nói, Lâm lão trầm ngâm trong chốc lát. Một lát sau, hắn hướng về phía Mạnh Phàm nói: Đã như vậy, sau 1/2 năm, ngươi biểu hiện nếu như làm ta hài lòng, ta có thể khen thưởng ngươi đi cảm ngộ 1 ngày 1 đêm Kiếm Thần Bia. Sau đó 1 năm sau đó, ngươi nếu là có thể đánh bại Tiểu La, ta liền lại khen thưởng ngươi cảm ngộ 10 ngày 10 đêm Kiếm Thần Bia. Như vậy, ngươi có thể có lòng tin. Nói thật, Lâm lão đã vì Mạnh Phàm làm ra nhượng bộ rồi. Đây còn là bởi vì hắn quả thật tương đối coi trọng Mạnh Phàm, có bồi dưỡng ý tưởng của Mạnh Phàm. Mạnh Phàm không hề nhăn nhó, ứng tiếng nói: Lâm lão yên tâm, 1 năm sau, ta nhất định đánh bại La sư huynh. Một bên La sư huynh nhất thời bất mãn nói: Uy, ta vẫn còn ở nơi này đâu rồi, ngươi ngay trước mặt ta, có thể hay không muốn lớn lối như vậy? Mạnh Phàm hướng về phía La sư huynh cười xấu hổ cười. Không cẩn thận liền nói ra nói thật, quả thật có chút đả kích nhân. Lâm lão phất phất tay, hướng về phía Mạnh Phàm nói: Ngươi đi về trước đi, từ bắt đầu ngày mai, mỗi ngày giờ thìn đến chỗ của ta 1 giờ, ta sẽ đích thân dạy dỗ ngươi. Tối hôm nay, hắn cũng cần suy nghĩ kỹ một chút, nên dạy như thế nào Mạnh Phàm. Mạnh Phàm cùng La Sư Huynh hướng về phía Lâm Lão thi lễ một cái, sau đó trở lại kiếm các một tầng. Cửa gian phòng, La Sư Huynh vẻ mặt thành thật hướng về phía Mạnh Phàm nói. Mạnh sư đệ, thật tốt cố gắng, nhất định phải cố gắng lên, ta đã để cho Lâm Lão thất vọng một lần, ngươi ngàn vạn lần không nên lại để cho hắn thất vọng. Hiển nhiên, La Sư Huynh đối với mình trước để cho Lâm Lão thất vọng sự tình canh cánh trong lòng. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, một người tư chất cùng ngộ tính, là sinh ra được liền quyết định, hơn nữa không phải ngươi cố gắng là có thể thay đổi. Đây là số mệnh. La Sư Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi và Lâm Lão thất vọng. Mạnh Phàm mặt đầy ngưng trọng nói. Được, ta chờ ngươi một năm sau đánh bại ta tin tưởng ngươi có thể. La Sư Huynh vỗ một cái Mạnh Phàm bả vai. La Sư Huynh là thật tin tưởng Mạnh Phàm có thể đánh bại hắn. Bởi vì ở kiếm các khoảng thời gian này, Mạnh Phàm có thể nói là một lần lại một lần đổi mới hắn nhận thức. Nói thật, hắn đều đã có chút bị Mạnh Phàm khuất phục. Ha ha, kia La Sư Huynh ngươi cũng đừng thua quá thảm, đến thời điểm khóc nhà. Mạnh Phàm cười nói. Một đêm chưa chợp mắt, Mạnh Phàm trong tu luyện trải qua. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, là vàng sớm muộn cũng sẽ tỏa sáng, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền bị Thục Sơn Kiếm Phái đại lão coi trọng. Hồng Khỉ thanh âm ở Mạnh Phàm trong đầu vang lên. Mạnh Phàm cười nói. Coi như, so với ngươi so với Lâm Lão sớm hơn nhìn chúng ta, chứng minh ngươi so với Lâm Lão có ánh mắt a. Cái này Lâm Lão rất mạnh, ta ở trước mặt hắn đều có loại run lẩy bẩy cảm giác, thiên nhiên bị hắn áp chế. Hồng Khỉ giọng có chút phức tạp nói. Mạnh Phàm cười một tiếng. Bởi vì Lâm Lão đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, hắn lại là kiếm, kiếm chính là hắn. Ý nào đó mà nói, hắn là như vậy kiếm, ngươi cũng là kiếm, tương đương với đồng loại. Mà hắn thanh kiếm này so với ngươi mạnh hơn rất nhiều, cho nên ngươi bị hắn áp chế là sự tình rất bình thường. Nghe được Mạnh Phàm lời nói, Hồng Khỉ rất là khiếp sợ. Nàng có chút kỳ quái hỏi, nhân kiếm hợp nhất. Đây là cái gì cảnh giới? Ta cũng chưa có nghe nói qua tin tức, tại sao ngươi sẽ hiểu rõ như vậy? Theo đạo lý, Mạnh Phàm trước chỉ là một đệ tử tạp dịch, đến kiếm các sau đó, cũng không có ai chỉ điểm quá hắn cái gì. Mặc dù Lâm Lão nhìn trúng Mạnh Phàm, nhưng là còn không có chính thức địa dạy dỗ Mạnh Phàm. Như vậy Mạnh Phàm làm sao sẽ biết rõ cao thâm như vậy đồ vật? Mạnh Phàm thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi nghĩ rằng ta tại sao khẩn cấp muốn đi cảm ngộ kiếm thần bia? Những tin tức này đều là ta trước từ kiếm thần trên bia cảm ngộ đến. Hồng Khỉ nhất thời không nói, đây chính là giữa người và người chênh lệch. Mặc dù nàng đã không phải là người, nhưng vẫn còn có chút bị Mạnh Phàm đả kích. Người này là chân yêu nghiệt. Toàn bộ Thục Sơn Kiếm Phái, hẳn chỉ có Mạnh Phàm một người, có thể ở kiếm thần trên bia cảm ngộ ra nhiều đồ như vậy rồi. Có sao nói vậy, này kiếm thần bia, thật là trời sinh vì Mạnh Phàm chế tạo. Hồng Khỉ không nhịn được đang nghĩ, nếu như lời đồn đã là thực sự, kiếm thần bia bên trong thật có một chuôi thần kiếm, như vậy này chuôi thần kiếm cuối cùng có thể hay không nhận thức Mạnh Phàm làm chủ, trở thành Mạnh Phàm bội kiếm. Kia đến thời điểm mình làm thế nào? Nếu như Mạnh Phàm có lợi hại như vậy thần kiếm, nhất định sẽ vứt bỏ chính mình chứ. Nghĩ tới đây, Hồng Khỉ không khỏi có chút lo được lo mất. Ngày thứ hai, giờ thìn. Mạnh Phàm rửa mặt sau khi cơm nước xong, còn không có lau chùi trường kiếm, liền trực tiếp leo lên kiếm các tầng 2. Có ngày hôm qua Lâm Lão phân phó, hắn tự nhiên không cần La Sư Huynh dẫn rồi, trực tiếp từ cố tự đi tới kiếm các tầng 2. Tới. Lâm Lão nhìn Mạnh Phàm liếc mắt. Lâm Lão. Mạnh Phàm hướng về phía Lâm Lão thi lễ một cái. Lâm Lão hướng về phía Mạnh Phàm gật đầu một cái, sau đó đứng lên. Dùng ngươi sở trường nhất kiếm pháp, ra tay với ta. Lâm Lão đi thẳng vào vấn đề hướng về phía Mạnh Phàm nói. Hắn muốn dạy dỗ Mạnh Phàm, đầu tiên được hoàn toàn hiểu Mạnh Phàm. Mà chỉ có tự mình cảm thụ Mạnh Phàm công kích, mới có thể tối rõ ràng rồi hiểu được Mạnh Phàm kiếm pháp thành tựu. Sở trường nhất kiếm pháp. Mạnh Phàm suy nghĩ một chút, cái gì đoán là mình sở trường nhất kiếm pháp? Thật giống như rất khó chọn. Bởi vì nhưng phàm là hắn tiếp xúc qua kiếm pháp, thật giống như đều có thể tu luyện tới tinh thông mức độ. Bất kỳ kiếm pháp đến Mạnh Phàm trong tay, đều có thể nói sở trường. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 Lâm Lão truyền kiếm, Kinh Lôi Kiếm Quyết. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio. Bất quá Mạnh Phàm diễn luyện nhiều nhất, chính là Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp, dù sao trước vì dạy dỗ Liễu Yên Bình, hắn hao tốn một ít tâm tư. Cho nên Mạnh Phàm suy tư chỉ chốc lát sau, rút ra Hồng Khỉ kiếm, hướng về phía Lâm Lão thi triển ra Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp. Hắn cũng không vận dụng chân khí trong cơ thể, nhưng là lại có một đạo kiếm khí từ Hồng Khỉ trên thân kiếm bắn tán loạn mà ra. Đối mặt Lâm Lão, hắn cũng không có nhún nhường. Hơn nữa lộ ra loại trình độ này ưu tú, ngược lại có thể để cho Lâm Lão càng thưởng thức chính mình, càng dụng tâm bồi dưỡng mình. Lâm Lão đứng tại chỗ bất động, Mạnh Phàm đạo kia Bích Hải Triều Sinh kiếm khí, ở cách Lâm Lão còn có một trượng khoảng cách thời điểm, tự động tiêu ẩn giấu ở vô hình. Sắc mặt của Mạnh Phàm không thay đổi, hắn dĩ nhiên biết rõ mình kiếm khí không thể nào thương tổn đến Lâm Lão. Nhưng sắc mặt của Mạnh Phàm không thay đổi, sắc mặt của Lâm Lão nhưng là thay đổi, vô cùng kinh ngạc. Ta biết rõ ngươi ngộ tính kinh người, ở kiếm trên đường thiên phú cũng là tuyệt đỉnh, nhưng không nghĩ đến ngươi có thể đủ ở cảnh giới này, là có thể đem một môn kiếm pháp tu luyện tới cực hạn, lĩnh ngộ ra cửa này kiếm pháp kiếm vận. Kiếm vận là tu luyện ra kiếm ý cơ sở, cũng có thể nói là căn cơ. Một khi đem một môn kiếm pháp tu luyện ra kiếm vận, như vậy đợi một thời gian, liền có thể tu luyện ra kiếm ý. Rất nhiều chân võ cảnh giới kiếm tu, cũng rất khó đem một môn kiếm pháp tu luyện ra kiếm vận. Đúng như rất nhiều thiên nguyên cảnh giới kiếm tu, cũng không cách nào lĩnh ngộ ra kiếm ý. Đây chính là ngộ tính chênh lệch. Bất quá cửa này Bích Hải Triều Sinh kiếm mặc dù không yếu, nhưng là còn không xứng với đệ tử của ta. Đáng tiếc, ngươi nếu sớm điểm gặp phải ta, liền không tới vu tu luyện loại rác rưới này kiếm pháp. Lâm Lão có chút bất đắc dĩ nói. Nếu để cho Liễu Yên Bình nghe nói như vậy, nhất định sẽ tức giận bất bình. Này Bích Hải Triều Sinh kiếm, đã là cực mạnh kiếm pháp, lại bị Lâm Lão chê bai không đáng giá một đồng. Nhưng Mạnh Phàm nghe được Lâm Lão lời nói, nhưng là vô cùng đồng ý. Hắn thấy, này Bích Hải Triều Sinh kiếm, quả thật không coi là lợi hại gì kiếm pháp. Vô luận là chính mình tiếp xúc được cực đạo rút kiếm thuật, hay lại là thái thượng tuyệt tình kiếm hoặc là chém kiếm, đều phải vậy Bích Hải Triều Sinh kiếm một con đường. Về phần Thất Tuyệt Ma Kiếm, thì càng thêm không cần nói, căn bản không thể so sánh. Này Bích Hải Triều Sinh kiếm, ngươi là tu luyện bao lâu đạt đến cho tới bây giờ tầng thứ? Lâm Lão có chút hiếu kỳ hỏi. Cái vấn đề này hỏi đến rất có cần phải, bởi vì này dạng mới có thể càng trực quan hiểu rõ đến Mạnh Phàm ngộ tính cùng kiếm đạo tư chất. Mặc dù hắn đã biết rõ Mạnh Phàm ngộ tính rất mạnh, kiếm đạo tư chất kinh người, nhưng cũng không có một rõ ràng khái niệm. Ngạch, đại khái, hơn một tháng đi. Mạnh Phàm suy nghĩ một chút, cố gắng hướng dài nói. Trên thực tế còn giống như không tới một tháng. Không sai biệt lắm một tháng. Nghe vậy Lâm Lão, nhất thời ánh mắt có chút đờ đẫn. Vì giữ chính mình hình tượng, hắn cố gắng làm cho mình bộ mặt biểu tình giữ không thay đổi, nhưng ánh mắt của hắn đã bán đứng hắn. Hơn một tháng, đem một môn kiếm pháp tu luyện tới kiếm vận mức độ. Đây rốt cuộc là cái dạng gì yêu nghiệt? Thế gian thật cất ở đây dạng biến thái người sao? Lâm Lão giữ thái độ hoài nghi. Trước hắn còn đang đáng tiếc, cảm thấy Mạnh Phàm lãng phí thời gian tu luyện này Bích Hải Triều Sinh kiếm. Nếu như sớm một chút gặp phải chính mình sớm một chút truyền hắn cao thâm lợi hại kiếm pháp. Có thể thời gian một tháng, này cũng quá bất hợp lý đi. Đừng nói một tháng, coi như là một lượng nhân gia cũng lãng phí được rất tốt à. Ngươi không phải đang cùng ta nói đùa sao? Lâm Lão hít sâu một hơi, có chút dở khóc dở cười hướng về phía Mạnh Phàm hỏi. Mạnh Phàm liền vội vàng vẽ mặt thành thật nói. Dĩ nhiên không phải, đệ tử trước là đệ tử tạp dịch, căn bản không có biện pháp tiếp xúc được những thứ này kiếm pháp. Kiếm các sau đó, đệ tử một tháng trước ở Ngộ Kiếm Đường vô tình gặp gỡ Liễu Yên Bình Liễu sư tỷ, này Bích Hải Triều Sinh kiếm là từ Liễu sư tỷ nơi đó học được. Sư phụ nếu không tin, có thể đi hỏi Liễu sư tỷ. Sợ Lâm Lão hoài nghi, Mạnh Phàm đem Liễu Yên Bình cũng dời ra. Lâm Lão lắc đầu một cái, cười khổ nói. Ta đi hỏi nàng làm gì? Như ngươi nói là thật, chứng minh kiếm của ngươi nói tư chất cùng ngộ tính, so với tưởng tượng của ta trung cao hơn, có lẽ ngươi thật có thể ở 2 năm sau đánh bại Diệp Cầm Tâm. Bất quá, đầu tiên ngươi được chứng minh ngươi nói là thật, mà muốn chứng minh cái này cũng rất đơn giản, căn bản không cần phải đi hỏi cái gì tiểu liễu tử. Bây giờ vi sư truyền cho ngươi một môn kiếm pháp, ngươi nếu là có thể trong vòng 3 tháng tu luyện ra kiếm vận, liền chứng minh ngươi không có nói láo. Lâm lão đã không tự chủ bắt đầu tự xưng vi sư, đây là một loại tiềm thức đồng ý Mạnh Phàm biểu hiện. Mạnh Phàm gật đầu một cái, 3 tháng tu luyện ra đem một môn kiếm pháp tu luyện tới cực hạn, tu ra kiếm vận. Này đã không phải có hay không tính khiêu chiến vấn đề. Đánh so sánh. Giống như là để cho một học sinh trung học đem phép nhân khẩu quyết cổng một lần, trả lại cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị. Này không phải xem thường người sao? Một lát sau, Lâm lão lấy ra một quyển kiếm phổ, giao cho Mạnh Phàm. Cho ngươi 1 giờ thời gian, đem kiếm phổ thuộc lòng, sau đó vi sư sẽ đích thân dạy dỗ ngươi cửa này kiếm pháp. Mạnh Phàm nhận lấy kiếm phổ, xếp chân ngồi dưới đất, lật nhìn. Lâm lão ném tới một cái bồ đoàn, thuận miệng nói. Trên đất lạnh. Đa tạ sư phụ. Mạnh Phàm ngồi ở trên bồ đoàn, bắt đầu nghiêm túc lật xem kiếm phổ. Kinh Lôi Kiếm Quyết, tên trung mang một cái chữ lôi. Mạnh Phàm mơ hồ có chút lộ vẻ xúc động. Dưới bình thường tình huống, ngũ hành công pháp cực kỳ thường gặp, kim mộc thủy hỏa thổ. Còn có cái gì phong thuộc vân thuộc những thứ này, cũng còn đoán tương đối tầm thường. Nhưng là lôi, liền rất không bình thường rồi. Nhưng phạm là mang theo ở lôi chữ này công pháp cái gì, phần lớn dưới tình huống cũng tương đối mạnh. Sẽ liên lạc lại đến đây là Lâm lão lấy ra kiếm pháp, Mạnh Phàm bản năng nhận ra được cửa này kiếm pháp tất nhiên đáng sợ cực kỳ. Trên thực tế cũng đúng là như thế, làm Mạnh Phàm đem quyển này kiếm pháp sau khi xem xong, trong lòng nổi lên hoảng sợ. Này Kinh Lôi Kiếm Pháp, vượt ra khỏi Mạnh Phàm trước thấy sở hữu kiếm pháp. Thậm chí coi như là Thất Tuyệt Ma Kiếm, so với này Kinh Lôi Kiếm Pháp, cũng mơ hồ có chút rơi vào hạ phong. Có lẽ này Thất Tuyệt Ma Kiếm uy lực mạnh hơn Kinh Lôi Kiếm Pháp, nhưng dù sao kia Thất Tuyệt Ma Kiếm có rất lớn tệ đoan, một khi vận dụng dễ dàng mê muội, sát tính nổ mạnh, không khống chế được chính mình. Sư phụ, ta xem xong. Nửa nén hương thời gian sau đó, Mạnh Phàm hướng về phía Lâm lão nói. Lâm Phàm tức giận nói. Tiếp tục xem, nhìn thuộc lòng. Mạnh Phàm có chút bất đắc dĩ, tiếp tục nói. Đã gánh vác rồi. Nếu như là những công pháp khác hoặc là sách vở, Mạnh Phàm căn bản không khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong gánh vác. Nhưng là kiếm quyết loại vật này, Mạnh Phàm nhìn lên sau khi có kiếm đạo thông thần, cái thiên phú này gia trì, nhìn một lần cũng đã khắc trong tâm khảm. Phàm là cùng kiếm có quan hệ, Mạnh Phàm tiếp xúc đứng lên đều cùng bật hắc. Lâm lão tức giận trợn mắt nhìn Mạnh Phàm liếc mắt, cảm thấy tiểu tử này có chút phiêu, không biết rõ chân đạp đất. Hắn căn bản không tin tưởng Mạnh Phàm có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, đem dài như vậy một phần kiếm phổ gánh vác. Được, vậy ngươi cổng cho ta nghe nghe. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả.